Thì chào Trần Gia Bảo nhé, thì chào Băng. Ha ha, lâu lắm rồi thầy mới vào được trước Băng. Chào em. Có Hoàng Gia Bảo chúng ta vào, ta chờ một chút đợi các bạn vào nhé, để xem một trước để chờ mình đang làm đâu. Trước mặt anh chiều còn lâu Băng ạ, làm gì mà ngon phát nhanh phát thầy nhanh như thế. Chương trình nhà học của mình 20 buổi là hết, nhưng mà trên thực tế thầy sẽ dạy đến khi nào hết chương trình thì thôi, phát thế nào được, bình tĩnh đâu mà vội, phía sau cả một bầu trời chương trình hay. Cơ bản mình chưa chưa xong test phần cơ bản cũng chưa xong à. Băng đang mong muốn thoát, bình tĩnh còn 3 năm nữa Băng nhé. Hôm nay thì mặc cái áo này thực tế là cũng không được đẹp lắm, nhưng mà nó rất chi là mát. Thì chào anh Minh. Nghe điếu điếu chưa thì thấy Băng chào mọi người thì thấy lại hoang mang quá. Hôm trước ta đang xoay quanh ở phần mảng hai chiều, và ta có cái tư tưởng duyệt trên mảng hai chiều trong lúc chờ các bạn vào. Có bài 800 điểm á, chẳng lẽ thầy cấu hình test sai. À bài 800, bài 800 nó là cái chương trình của mình có thêm mấy bài. Đây bài 800 đây. À tên nó là bài 800 chứ làm gì có bài nào nhiều điểm thế nhỉ? Trong cấu hình 800 điểm á, chẳng lẽ thầy lại cấu hình sai. Bên mông xuống dưới con à, nó on top luôn à, đứa nào liều nhỉ. Để thầy xem nào, chứ nghĩa hôm trước thầy thêm ít thầy cấu hình sai. Kiểu như 500 anh em bơi lội gần chết, có đứa nó vào cày cái lên top luôn đúng không? Tôi xem bằng tổng điểm này. Có 200, 100, 200. Tôi làm gì có ai 800 đâu nhỉ? Chắc là cái bảng tổng kết nó bảng ranh nó bị lề lắc thôi, chứ ở trong cái bảng tổng điểm của thí sinh chấm ở đây không có thí sinh nào mà vượt quá 200 cả, à, chưa vượt quá 300 cả. Không? Đây có bạn 300 đây, đây chắc là băng này đúng không? Đúng rồi, băng thì 300 có thêm KNC2 á. À cái KNC2 kia là nó bị lag đấy, nó bị lag chứ thí sinh như thì không các bạn nào có user là KNC2 đâu, tức là nó lag giữa nhưng mà số lượng người dùng với ấy là nó bị quá thì nó sẽ bị lag. Rồi bây giờ ta đã bắt đầu 8:32 rồi, ta bắt đầu làm việc thôi, các bạn nào vào sau thế. Hôm nay ta học cái buổi thứ 17
Ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của bài hôm nay. Đó, để cho người iPad. Đây. Con đi ra ngoài kia, đi vào trong này. Mày đi vào nhà tìm ý ở cho chỗ này mũi tắn. Tắt được bối có chân. Rồi, hiện tại thì đã có Anh Minh, Hoàng Gia Bảo, Trần Gia Bảo, Mai Thiên, Tuấn Anh và Băng đã vào. Ta sẽ tiếp tục rồi nhé. Ở buổi trước ta đang làm là về bài tập về mảng hai chiều và ta sẽ duyệt trên mảng hai chiều để kiểm tra xem các phần tử nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu thỏa mãn điều kiện thì đếm, thì đưa ra vị trí, thì tìm giá trị lớn nhất, rồi tìm giá trị nhỏ nhất. Đấy. Và cái tư tưởng của nó là ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các phần tử. Bên cạnh đấy thì ta cũng sẽ làm quen với cái cách tính độ phức tạp của thuật toán. Và ở đây các em đã bắt đầu biết cách tính độ phức tạp thuật toán của một đoạn chương trình. Đấy, ta có bài 803 rồi. Hôm nay ta sẽ tiếp các bài kế tiếp là bài tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàng. Để tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàng là gì? Ví dụ với cái dãy số này chẳng hạn. Đấy. Với một cái bảng có kích thước là đây là 5, kích thước 3 x 5 này, thì giá trị lớn nhất của hàng đầu tiên có giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Các bạn bật cửa sổ chat giúp thầy. Bài số 6 tìm giá trị lớn nhất. Rồi. Ta đã nhanh chóng có hàng thứ nhất. Anh Minh Bởi Hỷ Lan à, có giá trị bằng 6. Rồi. Hàng thứ hai có giá trị lớn nhất bằng mấy? Rồi. Ta đã nhận được kết quả là 7. Hàng thứ ba có giá trị lớn nhất bằng mấy? Rồi, bằng 2, thấy rằng còn chưa hỏi, bằng đa comment cần lực rồi. Như vậy thì ta thấy rằng với một cái dãy cho một cái mảng kích thước M nhân N 3 hàng 5 cột như trên, ta sẽ tìm được giá trị lớn nhất của từng hàng. Vậy để tìm được giá trị lớn nhất của hàng thì ta sẽ for từ đầu hàng cho đến cuối hàng. Thằng nào mà nhỏ, thằng nào mà lớn hơn cái thằng giá trị tốt nhất tới thời điểm đó thì cập nhật thằng đó. Như vậy thì cứ với mỗi hàng mình cố định chỉ số y. Cho thầy lấy cái bát. Tôi là cái bút của thầy thì thằng con thầy nó quăng đâu. Thôi, không cần bát ạ. Thì cứ với mỗi hàng thì ta chốt chốt chỉ số hàng y, tức là ta với chỉ số y ta cố định được một hàng, sau đó di ta đi sang cột 1, sang cột 2, sang cột 3, sang cột 4, cột 5 là xong. Sau khi xong cột 5 ta thu được red là kết quả, ta sell thằng red ra, sell thằng red line ra, sau đó ta lại khởi tạo red bởi một giá trị vô cùng bé, sau đó con trỏ y trỏ vào đầu hàng hàng 2, con trỏ y trỏ vào đầu hàng 2 ta khởi red bởi một giá trị vô cùng bé. Sau đó ta lại thực hiện công việc for từ đầu hàng cho đến cuối hàng. Để for từ đầu hàng thì đến cuối hàng, tức là con trỏ G của ta sẽ nhảy từ cột 1, nhảy sang cột 2, nhảy sang cột 3. G tăng lên một đơn vị, G tăng lên một đơn vị. Đấy. Đến ô thứ AIG thì ta cập nhật giá trị tốt nhất. Vậy thì với tư tưởng như trên thì chúng ta sẽ làm bài toán một cách rõ ràng như thế luôn. Lạc quá. Rồi, thì thấy các bạn đã vào khá đầy đủ rồi, để có Nguyên vào, Lâm vào rồi. Vậy ta bây giờ sang tiếp bài số 804 nhé. Bài số 6, giá trị lớn nhất của mỗi hàng. Theo tư tưởng, ta for y trước để ta cố định chỉ số hàng, sau đó ta for z sau để ta nhảy lần lượt sang từng cột. Đấy. Vậy ta sẽ lấy một cái bài về mảng hai chiều. Thank you.
Đó, bài 804. Rồi bài 804 thì ta sẽ thực hiện là khai báo một cái mảng hai chiều có kích thước M nhân N. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện nhập MN và thực hiện cái lượt duyệt trên mảng hai chiều để đọc dữ liệu cho mảng A EZ. Ta lưu ý cái việc đọc này là nên đọc độc lập và đọc xong thì thôi nhé, để đảm bảo việc đọc mình đúng thì khi đó mình mới làm việc thứ hai. Bây giờ để tìm được giá trị lớn nhất của từng hàng thì ta sẽ thực hiện duyệt trên các hàng. Khi code trên vòng lặp trên mảng hai chiều, các bạn nên copy cái đoạn code này để tránh ta phải gõ lại nhiều lần. Gõ này rồi để gõ sai, để gõ for trượt đi. Thì bây giờ ta mới bắt đầu bây giờ ta for chỉ số y trước. Cứ mỗi lần ta for chỉ số y thì ta sẽ cố định được chỉ số y là hàng. Đây tức là như này. Bài toán là tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàng thì thầy sẽ for y lần. Y bắt đầu chạy từ hàng thứ nhất, sau đó y chạy đến hàng thứ hai, y chạy đến hàng thứ ba. Cứ ở mỗi hàng thì z ban đầu chọc vào thằng cột ô đầu tiên, sau đó y z tăng lên một đơn vị, z tăng lên một đơn vị đấy, để nhảy sang ô kế tiếp bên tay phải. Như vậy thì ta for y để cố định hàng, for z để nhảy lần lượt từng ô trên hàng đấy, thì người ta gọi là đi theo hàng. Để đi theo hàng ta for y sau đó for z. Vậy thì ta duyệt qua tất cả các hàng, cứ với mỗi hàng đi từ cột đầu tiên đến cột thứ n, đến cột thứ y. Nếu cái biến z của mình mà nhỏ hơn thằng AIZ, khi z nhỏ thu thằng AIZ thì chứng tỏ thằng AIZ tại thời điểm này là thằng tốt nhất. Là thằng tốt nhất. Thì ta đưa thằng AIZ ra. Đó ta khởi tạo z bởi một cái giá trị vô cùng bé. Một giá trị vô cùng bé thì ta khởi tạo bằng âm 1 e 9. Đấy. Vậy thì ở đây như vậy thì từ đây thì ta sẽ đưa ra được một cái rất hay là để for được lần lượt từng hàng, ta có bài tính tổng hàng này, tìm giá trị lớn nhất của một hàng này, đếm số lượng số nguyên tố trên một hàng này, vân vân mây mây. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện là for y trước để cố định chỉ số hàng. Khi for y được cố định chỉ số hàng thì bây giờ ta mới bắt đầu thực hiện for z. Đấy, ta mới thực hiện for z. Và khi thực hiện for z thì ta sẽ nhảy lần lượt từng ô từng ô từng ô. Đấy, thì ta sẽ nhảy lần lượt sang các cột. Vậy đến khi đó đến ô nào mà giá trị nó tốt hơn giá trị hiện tại thì cập nhật giá trị hiện tại, sau đó đưa giá trị hiện tại ra. Sau đó con trỏ y của ta lại nhảy đến xe hàng thứ hai, nó lại chốt ra, nó lại khởi tạo giá trị z, nó mang thằng này so sánh với z, lại so sánh với z, so sánh với z, thằng nào mà tốt hơn z thì cập nhật lại thằng z, sau đó đưa ra kết quả. Đấy. Sau đó tương tự như vậy, y của ta sẽ tăng lên bằng 3 và nó lại chạy tương tự như thế, nó đưa ra được kết quả như trên. Vậy khi viết ra kết quả thì ta thêm cái dấu xuống hàng cho nó đẹp. Đấy. Như vậy thì ta sẽ thực hiện như sau. Công việc này là công việc là tìm giá trị lớn, tìm max của mỗi hàng. Còn nếu ngược lại của bài toán này là bài toán tìm max của mỗi cột thì các em sẽ thực hiện là for z lên trước. Việc for z tức là ta cố định chỉ số z để ta đi lần lượt từng ô này. Đấy, cố định chỉ số z ta sẽ đi lần lượt từng ô. Đấy, cố định chỉ số z và đi lần lượt từng ô. Và khi đó ta thực nhận đấy là ta for z trước thì cố định được z, sau ta đi từ hàng 1 để ta đi từng ô 1, y ban đầu 1, y bằng 2, y bằng 3. Đấy, sau lại z bằng 2, y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3. Cứ tương tự như vậy là để for cột. Vậy cái bài nào mà người ta yêu cầu là thực hiện duyệt theo hàng thì mình for hàng chạy trước. Bài nào yêu cầu mà tìm theo cột thì mình for cột trước các em nhé. Và cứ mỗi lần duyệt lại thì ta phải khởi tạo cái giá trị kết quả ở trong vòng lặp for nhé, chứ được khởi tạo bên ngoài thì nó sẽ cộng dồn lại, thì khi đó hoặc là nó sẽ tìm lớn nhất trên toàn bộ các mảng thì nó không còn đúng nữa.
ta thêm tệp mới. Lưu ý nhé, mọi bài liên quan tới mảng hay nói chung mọi bài tập thì ta nên sử dụng kiểu dữ liệu tệp, chứ không ai thảnh thơi đâu đi nhập dữ liệu ở từng bài hàng năm. Ở đây thầy convert từ bảng sang đây nó cứ dưới dạng dấu tab. Cái này là copy lại, nếu không đọc dữ liệu nó sẽ mất sang. Đấy, ba hàng năm cô ta chạy ra kết quả ta xem sao. Hôm nay vắng ai mà còn có 9 bạn, vắng mất một bạn. À, thầy chào Trung nhé. Sao hôm nay Trung vào thấy im lặng thế? Bây giờ thầy mới phát hiện ra. Hay là đang âm thầm tôi luyện? Đấy, ta thu được kết quả là 672, giống như chạy test ở đây đúng không? Đấy, ta. Rồi, thầy lại quay ra chức năng tạo test. Thì các bài này bây giờ làm đến đâu mới tạo test đến đấy mà. Đợt trước cái phần mảng hai chiều này thầy chưa tạo. Về làm tạo test chạy bằng cơm để chấm bài các em nhé. Còn khi nào mà tạo bộ test chuẩn thì kích thước dữ liệu nó sẽ lớn hơn. Nhưng khi đi thi thì các bạn lưu ý ta chỉ cần tạo ra được những cái test cơ bản, mà các bạn lại sai sinh ra được khoảng tầm 10 test khác nhau mà nó chạy đúng được thì cơ bản bài mình đã đúng. Ở đi thi cấp tỉnh như thế là chắc chắn có giải rồi. Rồi thì ta quay trở lại thuật toán. Về ý tưởng copy đây. Bước 1 là nhập dữ liệu, bước thứ 2 ta thực hiện là duyệt theo hàng. Đây cái trang này là duyệt hàng trước. Đấy. Cứ với mỗi thằng thì ta lại bài này ta đang đi tìm giá trị lớn nhất mà khởi tạo red vô cùng bé. Đấy. Sau khi khởi tạo red thì ta bắt đầu mới duyệt cột. Nếu cột nào mà bé hơn ai thì cần test bằng ai. Điều này có nghĩa là ta duyệt lần lượt qua tất cả các cho ta hiện đưa đây ra. Ý tưởng ở đây ta có nghĩa là ta sẽ thực hiện là bước 1 là ta sẽ thực hiện công việc là duyệt qua tất cả các hàng, cứ với mỗi hàng ta sẽ duyệt qua tất cả các cột để ta đi sang ngang. Sau đó nếu giá trị nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại nó. Sau đó ta đưa kết quả ra, sau đó ta lại khởi tạo red bởi một giá trị vô cùng bé. Rồi lại for lại lần lượt từ đầu.
Thế là xong. À, quên, thầy bảo đang tạo test giờ. Khi tạo test thì các bạn nhớ được tạo ra các cái vị trí đạt kết quả ở các vị trí khác nhau, chứ đừng để đặt nó cùng ở một vị trí nhé, thì khi đó nó hay bị ngộ nhận. Cứ đặt nó ở các vị trí khác nhau thì khi đó nó sẽ khách quan hơn. Ví dụ như cái bài là để kiểm tra xem ABC có là ba cạnh của tam giác hay không, thì khi đó ta sẽ nhập ABC là 1 2 3, 2 3 1, 2 1 3, 3 3 2 1 đấy. Thì để tạo ra những cái test khác nhau, tam giác 3 4 5 chẳng hạn, 3 4 5 hay 3 5 4, 4 5 3. Em không tí nữa mấy đứa nó chấm sai nữa báo thầy xin test sai thì ngại thầy quá. Các bạn lưu ý thì khi đi thi là test luôn đúng, nếu có sai thì là do bài làm thôi, chứ còn test luôn đúng nhé, nên kết quả trong kỳ thi luôn chính xác, nên các em yên tâm cố gắng làm tốt nhất có thể. Nếu muốn làm tốt nhất thì đơn giản nhất là mình phải xin được test. À, chưa chưa băng đã xong rồi à? Chờ tí nữa. Để cho mình đang tạo test bằng cơm đấy. Bình thường thì các em hãy cố gắng tạo ra test, càng test hiểm thì càng tốt. Thì khi đó mình sẽ thử được sức chịu đựng của chương trình của mình. Đấy, và cái việc tạo test thì mình không nên xóa cái code cũ, à xóa cái test cũ đi, mà mình chỉ việc sửa các cái giá trị đấy đây. Ở đây 12 có ở trong nhóm chứ bảo nhỉ? Hiện nay thì cái bảng ranh nó vẫn đang ấy, các em cố gắng trong 5 ngày nữa nhé, đến hết ngày về 31 tháng 7 thì ta sẽ reset lại bảng ranh. Hiện nay thì ở các cái lớp học của thầy và các cái ba thầy cô ở nơi khác cũng cho học sinh của các thầy cô khác làm trên server nên bảng danh nó chạy tứ tung. Bài 804 có test rồi nhá, các em có thể chấm được bài 804. À, chung phản xạ nhanh thế nhỉ.
À, hôm nay ta tăng tốc lên tí nhé. Ta làm này. Nhanh lên tí, bài 804 xong rồi. Ta sang tiếp 805. Bài 805 là ngược lại tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi cột. Như khi nãy thầy phân tích thì... Khi nãy thầy phân tích thì để for để tìm được giá trị lớn nhất của mỗi hàng thì thầy sẽ for chỉ số hàng trước, sau đó thầy mới for chỉ số cột. Còn để tìm giá trị tốt nhất của mỗi cột thì mình sẽ chốt giá trị chỉ số cột trước, sau đó mình mới for ở mỗi hàng. Vậy thì ở cái bài này ta cũng sẽ lấy luôn. Ở bài này là tìm giá trị nhỏ nhất thì khi đó ta sẽ khởi của mỗi cột, bởi vì ta for mỗi cột mà, nên mình thầy sẽ for chỉ số z trước. Thầy duyệt z chạy từ 1 cho đến n, sau đó thầy sẽ thực hiện duyệt y đây, duyệt z chạy từ 1 đến n, đây ta duyệt cột trước. Ở bài số 805 ta nói lại bài tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi cột. Ở cột này giá trị nhỏ nhất bằng 2, nhỏ nhất bằng 2, nhỏ nhất bằng 2, nhỏ nhất bằng 1, nhỏ nhất bằng 1. Đấy. Vậy thì ta duyệt z chạy từ 1 cho đến n, gọi là duyệt cột trước. Sau đó ta khởi tạo red bởi một giá trị vô cùng lớn. Bởi vì ta đang đi tìm giá trị nhỏ nhất mà, thì phải khởi tạo nó bởi giá trị vô cùng lớn. Sau đó ta lại duyệt hàng. Nếu mà thằng Z mà bé hơn, nếu thằng AEG mà bé hơn một thằng nào đó thì thằng AEG mới là thằng tốt nhất, thì ta mới cập nhật Z bằng thằng AEG, sau đó ta đưa Z ra. Vậy thì ở bài này thì sang bên code ta cũng sẽ sửa lại thành là 805. Đấy. Bước 1 ta nhập dữ liệu, bước thứ 2 ta tìm min của mỗi cột. Đấy. Khi đó ta sẽ thực hiện for z trước. Vậy thì ta gắp thằng for y xuống dưới. Các bạn có thể chọn nó và kéo thả lên trên đi. Em hoàn toàn kéo thả được. Đấy. Cho z đi từ cột 1 đến cột n để chỉ chọn cố định chỉ số cột. Sau đó ta thực hiện là phải tạo red bởi một giá trị vô cùng lớn. Sau đó ta duyệt y chạy từ ta, sau đó ta mới duyệt hàng. Sau đó nếu thằng nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại nó, sau đó đưa kết quả ra. Đó, trên đây là bài 805. Các bạn tăng tốc luôn nha. Thầy tưởng thầy chụp được cái ảnh mà. Các màn hình quên mất. Đừng cắt cái này cho nó chính xác. Nam có hỏi là ở bài 803 xong từ hôm trước rồi nhỉ? Bài 803 thì áp rồi mai nhỉ? Áp lại 803 trước nhá. Rồi xong thì áp lại thằng 805. Quên mất, mỗi lần thầy chụp ảnh là thầy phải cười tươi lên, hở hết răng ra. Thì khi đó ảnh nó mới đẹp được. Lỡ sau các bạn có mang ảnh của thầy ra làm gì thì nó cũng phải tươi đi một tí. Rồi các bạn xem lại bài, sau đó để thầy tạo cái 805 trở lại tí. Không đáng nữa, dạng thế nào? Không đáng nữa.
Mai cũng là đi theo bạn cũng sửa như vậy. Bố gói đồng hồ cơ và bố giấy trắng. Minh nhầm rồi, các em không biết, thầy biết hết. Trên máy của thầy nó hiện lên bảng danh bạn nào nộp bài, bạn nào không nộp bài, bạn nào nộp bài nào rồi. Đây nó thấy rõ ràng ai nộp rồi, ai chưa nộp đây. Ngoài ra có cả tổng điểm, bảng danh là phần giao diện của các em thôi, còn bên thầy, thầy nhìn thấy hết, thầy quản trị mà. Đấy, điểm mọi người làm cũng rất chi là khác nhau. Có những bạn chỉ có 30 điểm, có những bạn tới hơn 200 điểm. À, được, anh Minh bài này được đấy. Rồi, ta xin test 805 một cách thần tốc để cho các bạn nộp bài 805 nào. Bài 805 xin test bằng cơm lấy 804 ra cho nhanh. Tám giờ đúng. Thì cảm giác là thầy đang làm cái việc là nó chậm hơn so với thực tế. Bạn tích cực làm bài 804, 805 nhé. Lần này ta tăng tốc nhanh lên một tí để đấy. Để ta làm nhanh tí chứ không chậm quá. Cứ nộp lên server là nó chấm thôi. À, em biết nhé. Còn là test khi chạy thì các bạn tự nghĩ ra một test. Lấy một cái mảng hai chiều. Nhập chỉ số hàng, chỉ số cột. Cột một là bé nhất bằng hai đấy. Rồi xin nhận tạm biệt. Mình đang ở bên 84 nhỉ, mình đang ở 791.
Em nhìn thao tác thầy tạo test thì các em lưu ý nhé, sau chuyển sang khi nào các bạn chuyển sang cái lớp nâng cao học thì các em bắt buộc phải làm cái này hàng ngày. À đấy, băng nhớ làm xong cái tập bài đấy nhé, nhớ nộp test lên trên server. Thì nữa thì xem cái lớp nâng cao các bạn nộp test đã đủ chưa? À, có chứ. À, đúng rồi, băng nộp file in file out ở trong cái đường ghim link của bài số 1, bài số 2 nó có link Google Drive. Đấy băng nhé. Có link Google Drive để nộp test bài làm. Mọi người đang nộp rất nhiệt tình, có thư mục test của các bài. Bài nào chưa có thư mục test thì mình tạo thư mục ra và paste vào. Em mở theo đường link ấy để xem cái định dạng mà mọi người gửi lên. Từ bài 1 cho đến bài 11 đi. Khi nào cả lớp ta các bạn học xong chương trình cơ bản thì gửi cái file về chương trình nâng cao để cho các bạn tự học cho nó hiệu quả. Nên ở trong một cái giới hạn nào đó thôi, thì trong cái đề thi thì với mức độ cơ bản thì các bạn chỉ cần chỉ được chấm bởi những cái bộ test nó chạy bằng cơm như bên trên thôi. Trong những cái kỳ thi ở, ở cấp thấp, những cái câu hỏi đơn giản ở cái đề thi cấp tỉnh, các em cũng chỉ được chấm bởi những cái bộ test bé thôi. Bởi vì các em qua được những bộ test như thế thì chứng tỏ các em quá cao siêu rồi. À, có rất nhiều cách tạo test. Hiện nay thì thông thường thì khi chạy chương trình ta cố gắng chạy sinh ra được khoảng tầm 10 test có kích thước dữ liệu tăng, giá trị nó khác nhau và nghiệm nó đặt ở các vị trí khác nhau. Thì mà 10 test liên tiếp như thế mà đúng, mà chương trình của mình chạy ra đúng so với kết quả mình chứng minh ở trên giấy thì về cơ bản chương trình của mình là đúng. Câu này là do một thầy chuyên gia dạy đội tuyển cấp quốc gia chia sẻ. Đó là khi thầy cho các bạn học sinh đội tuyển ôn thi với các thầy chuyên gia để thi học sinh giỏi cấp quốc gia ấy, thì các thầy bảo là trong quá trình sinh sinh test thì ta cứ sinh ra ngẫu nhiên 10 cái test mà có kích thước dữ liệu tăng dần, mà tăng dần tức là trong phạm vi mà mình có thể kiểm soát được ấy. Nếu mà 10 cái test liên tiếp đó mà khác nhau đó mà đúng thì về cơ bản bài thi của các em là ổn. Có thời gian thì ta xin test to, nhưng mà trên thực tế trong thời gian thi mình không có đủ quỹ thời gian. Bởi vì cái đề thi người ta, cái người ra đề thi người ta luôn nghĩ rằng là với cái đề thi này thì cái bạn học sinh giỏi nhất trong cái đối tượng dự thi sẽ phải tiêu tốn hết 180 phút thì mới đạt được tối đa là 20 điểm. Do đó nếu đi thi mà các em kết thúc bài thi trước 180 phút mà các em bảo em làm xong rồi ấy, thì chắc chắn không bao giờ các bạn đạt được 20 điểm full điểm cả tất cả các bài, nhớ nhé. Bởi vì người ra đề người ta luôn là các thầy cô mà luôn nắm được là họ năng lực của các em học sinh đang ở đâu và các em phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian để các em nghĩ chứng minh và cài đặt được chương trình đấy. Trừ trường hợp năm ngoái các bạn đã có giải cấp quốc gia hoặc là có những năng khiếu đặc biệt thì các em có thể
giải quyết nó nhanh. Tuy nhiên càng vòng thi cấp tỉnh thì học sinh đội tuyển cấp quốc gia càng nguy hiểm. Nên mới có cái cảnh thật là chớ trêu đó là các anh ấy năm trước thì đạt giải khuyến khích cấp quốc gia, nhưng năm sau đi thi cấp tỉnh thì lại đạt giải khuyến khích. Nhưng đi thi vòng loại đội tuyển quốc gia thì các anh ấy vẫn top 1. Các bạn khoan đã nộp bài 805 nhé. Trời ơi. Đấy thiên để thầy cấu hình lại điểm này. Thôi thì các bạn cứ nộp 805 thang 5 điểm cũng được. Thì các đứa nào nộp sau thang 10 điểm. Rồi 805 xong. Thầy chào mình đã xong 805. Đã nhảy sang 806. Ở bài 805 đưa ra một cái khái niệm rất hay là cái khái niệm duyệt theo cột. Đây. Rồi bài này đấy, bài 805 các bạn nộp luôn nhé. Vậy ở bài 805 thì nó có một cái điều rất hay là điều em for cột trước, sau đó mới for hàng sau. Thì khi đó là ta sẽ chạy băm dọc theo cột này. Nên có bài toán rất đơn giản cho một cái mảng hai chiều, tìm cột mà có nhiều số nguyên tố nhất. Đấy chẳng hạn. Chỉ đơn giản đấy thôi. Thì khi đó các bạn nhận thấy rằng ta phải for từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Bên các bạn lưu ý nhé, ta chỉ for chỉ đơn giản vậy thôi. For để for cột, for duyệt từng cột một thì ta for cột trước, để for từng hàng một ta for hàng trước. Để cập nhật giá trị thì ta sẽ khởi tạo ở trong vòng for nhé. Bạn nào khởi tạo vòng ngoài vòng for là bay màu ngay. Ở bài 85 tương tự như vậy, bài 86 tính tổng từng hàng và từng cột. Vậy thì theo ý tưởng của thì các bạn nhận thấy rằng ở bài số 806 ấy, để tính được tổng từng hàng từng cột kiểu gì các bạn phải for, ta chia thành một là nhập dữ liệu. Thì sửa thầy copy luôn thằng này. Ý tưởng và thuật toán luôn. Chỗ này phía bên kia bạn nào chưa code xong thì các bạn code một cách thần tốc nhé. Đầu tiên thì bước 1 ta nhập dữ liệu. Bước thứ 2 người ta yêu cầu là tính tổng của từng hàng. Đấy, vậy thì mình sẽ bước 2 tính tổng từng hàng. Để tính tổng từng hàng thì mình sẽ chơi bài for hàng trước. Vậy thì ta thầy thực hiện là for hàng trước, for cột sau. Đấy, ta for hàng trước. Ta cho y chạy từ 1 đến m. Sau đó ta khởi tạo z. Khi tính tổng, ta khởi tạo z bằng mấy? Các anh bật cửa sổ chat giúp cho thầy. Khi tính tổng. Rồi, thầy nhận ngay được một câu trả lời. Đó là ta khởi tạo z bằng 0 cho bài toán tính tổng. Vậy thì theo các bạn thì với một mảng có kích thước m nhân n thì biến z, thầy nên khai báo kiểu dữ liệu gì? Trong một cái mảng hai chiều kích thước m nhân n thì nếu z là tổng của một hàng, theo các em z ta nên khai ta báo kiểu dữ liệu là gì? Xin mời các bạn comment cho thầy. Mạnh dạn lên. Như băng đề xuất rằng tùy kiểu dữ liệu của AIG, thông thường thì nếu AIG là một kiểu dữ liệu INT thì thằng biến kết quả này nó sẽ phải to hơn cái thằng AIG. Do đó ta chốt luôn đó là log log bà con nhé. Rồi với AIG nhỏ 10 với 9. Vậy thì ở đây ta khởi tạo red, lưu ý kiểu dữ liệu của
Nếu người ta hỏi trung bình cộng thì ta khai báo nó kiểu số thực. Nếu người ta yêu cầu tính tổng thì ta lại khởi để tạo nó là kiểu số nguyên, nhưng nó phải lớn hơn cái kiểu dữ liệu mà tham gia vào tính tổng đó. Tuấn Anh có một gợi ý rất hay. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện duyệt từng cột để thực hiện nhé. Khi ta for chỉ số hàng thì chỉ số hàng cố định, ta for từng cột, ta chạy ngang theo cột, gặp thằng AIG nào ta ném nó vào tổng, gặp AIG ta ném nó vào tổng. Vậy thì cho y chạy từ 1 đến n và ta thực hiện cái công việc là đẩy AIG vào trong tổng z cộng hàng AIG. Đấy. Sau đó ta đưa z ra. Vậy thì ta nhận thấy rằng để tính tổng từng hàng thì ta for hàng trước. Đấy. Để tính tổng từng cột ta for cột trước. Nếu cái tổng hàng tổng cột này mà được dùng vào việc khác thì các em đẩy nó vào một trong mảng C nhé. Sau đó ta làm việc gì đó trên cái mảng C sau. Đó là bước 2. Vậy ta sang bước 3. Ta tính tổng từng cột. Ta xem lại cái file output của ta là đưa ra các giá trị để tính được ra. Tính theo tổng từng hàng từng cột. Rồi. Vậy bây giờ ta để tính tổng từng cột thì ta lại for cột trước, for hàng sau. Đấy, ta phột cửa for cột trước, chỗ này là duyệt cột. Ta duyệt y chạy từ 1 đến n, ta khởi tạo z bằng 0. Để sau đó ta duyệt đầu tiên ta duyệt z, sau đó ta duyệt y. Duyệt z là duyệt qua tất cả các cột. Sau đó cứ với mỗi duyệt cột. Sau đó cứ với mỗi cột thì ta khởi tạo biến tính tổng cột bằng 0. Sau đó ta lại duyệt theo hàng, tức là khi con trỏ z trỏ từ trên xuống dưới thì nó sẽ nhảy theo từng hàng để nó tính ở các ô trên cột đấy. Đấy. Vậy thì ta sẽ duyệt hàng và ta tính tổng z, sau đó ta đưa z ra. Vậy thì ở đây ta khi làm ở bài này thì thường các bạn hay sai nhất đó là quên kiểu dữ liệu thằng z, cứ thế int z là ta bay màu. Rồi bảo giơ tay, Trần Gia Bảo có giơ tay có ý kiến gì không? Rồi vậy ta sang tạo test tiếp 806. Thầy buồn mới bảo quá. Các bạn thông cảm này, thực tế Gia Bảo thỉnh thoảng leo top xong rồi nó lại cái hội chứng của leo top mãi mà không lên được top 1 thì nó hay bị nhạt nhạt kiểu đấy. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp là 806. Xin test cho nó nhé. Đấy, muốn remove một cái file nào thì các bạn sẽ remove nó ở đấy. Khi tạo thì các bạn nhớ tạo ở chế độ on file nhé. Nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi em tạo project em code đúng chạy mãi không được, toàn phải nhập bằng tay. Quên mất ở chỗ này các bạn chọn một cái tùy chọn C cộng cộng nào đó, nhớ là phải chọn on file. Ok, test ra. Khi chạy thì các em nhớ zoom cái code của mình cho nó to lên để tránh nhìn cho nó hỏng mắt. Các bạn nhìn thấy thầy dùng máy tính gần 100 năm nay rồi mà mắt thầy vẫn sáng. Con gái của thầy nó hóng đầu kia, nó bảo là mắt thầy sáng như đèn pha ô tô. Nên các bạn phải giữ được đôi mắt nhé. Hàng trăm năm nay. Không, hàng trăm năm hơi điêu nhưng cũng gần một nửa thế kỷ rồi. Trông thầy thế này thôi chúng cũng gần tới 1.100 tuổi đến nơi rồi đấy. À. Quên. Cái này là mới ta chưa code nhỉ, quên mất. Cái này ta mới ý tưởng thuật toán.
Gia Huy cứ bình tĩnh để xem có leo được tốt không. Thông thường thì các anh hoặc là các bạn học thêm ở nhà thầy, thầy cứ bảo là đứa nào mà đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh mà không đạt giải, thầy tuyển ngay làm con rể. Thế là bọn nó cố gắng bằng sống bằng chết học để thi có giải cấp tỉnh. Tính tổng hàng. Khiên nghe mãi mà chưa ra được vấn đề. Này. Thì góc thả bọn này lên. Bạn nhớ thao tác nó nhanh lên một tí nhé. Rồi cho để tính tổng hàng, ta khởi tạo tổng hàng, ta for hàng trước, ta khởi tạo red bằng 0. Ở đây ta phải khai báo là long log red. Long log red. Có mấy em ở cấp 2 thì sau khi thầy nói xong mấy đứa đang còn thi đỗ cả vào trường chuyên nữa cơ. Sợ quá. Ngoài có giải cấp tỉnh ra này, phải phấn đấu. Red cộng bằng AI. À, đấy cái chỗ này là chỗ thông thường là cái bẫy mà để phân biệt các bạn, ví dụ như bạn khai báo long long sẽ giải ba, bạn khai báo INT giải khuyến khích là nó là những cái kỹ năng cái người ra đề sẽ đánh giá các bạn xem có kiểm soát được chương trình không, và sau tất cả đó là cái khả năng kiểm soát. Còn cái bài toán các em code nó chỉ là một cái công cụ để kiểm tra xem các em có các kỹ năng đó chưa, và các em có các kỹ năng đó tức là các em đã đạt được chuẩn xứng đáng có giải cấp tỉnh. Hoặc là xứng đáng thi đỗ vào trường chuyên. Này. Rồi đó là ta tính tổng hàng, tương tự như vậy, ta tính tổng cột. Thì ta for cột trước, sau đó ta khởi tạo red bằng 0. Nhớ khởi tạo red bằng 0 ở đây nhé. Một số bạn nghe thầy Thành dặn là khi tính tổng cứ khởi tạo red bằng 0 là được. Thế khởi tạo luôn ngoài vòng for. Và cuối cùng thi học sinh giỏi chỉ chấm một phát gì ấy. Các em nộp bài đúng khoảng 3-4 ngày sau họ mới chấm. Nên được ăn cả ngã về xuôi. Nên thi cái đó chỉ đấm một phát ăn luôn. À, thì quên return thì bay màu là chuyện bình thường. Bên nhà anh tí cái sao? Con á? À? Tí nữa bố nhỏ nước mắt chảy ra sao? Cái cấu hình thi tin học trẻ thì khác. Tin học trẻ thì các bạn nộp cho đến khi hết giờ thì ta hoàn toàn có thể ấy. Vì theo còn cái à không phải review không, mà phần mềm khi chấm bởi trên phần mềm thì chắc chắn nó sẽ về không luôn ấy, chứ không phải là quy về không đâu, chứ khi chấm thi thì thầy cô không mở code của các em ra xem đâu, cứ nạp bài của các em vào vào ấn nút chấm bài phát nó ra điểm. Đó. Thế là xong. Hết là tính nhất tổng hàng tổng cộng. Nên ở môn tin của mình nó rất có cái sự khách quan, là bài làm của các em đó là toàn bộ sản phẩm
tri thức của các em. Ở các môn khác cũng khách quan, nhưng mà phần chấm của mình là cực kỳ quan trọng. Bộ test chấm phát ra điểm, sót lại theo chiều giảm dần, cắt lấy 50% thí sinh đi thi có giải. Khoảng 50% là khi đấy là xong. 805 của Nguyên thì không, chờ đợi một tí nhé. Để tạo nốt cái test 806 tí. Ở lớp ta hiện tại mới có một bạn nữ. Mẹ con quá chi là thần thánh và cao siêu. File trông nó như này chúng em. Cái dòng thứ nhất là tổng hàng, dòng thứ hai là tổng cột nhé. Dòng thứ nhất là tổng hàng, dòng thứ hai là tổng cột. Trần Gia Bảo à, thế để xem lại 805. Bài 805 kết quả nó ghi thành từng hàng như này nhé. Cái ao nó trên trên hàng nhé. Trên thành một cột như này nhé. Các bạn nhớ xem một bài sau Nguyên. Nguyên xem lại bài file out của 805. 805 kết quả nó nằm ở trên thành một cột các em nhé. Đây, nó thành một cột như này mà. Nếu không nhầm là bà con cô bác đang để trên một hàng đúng không? Nhớ các bạn nhỉ. Nhìn nó test đề bài, do trong file đề bài chưa có test đấy, các bạn nhìn thấy file out của nó là theo cột đấy. Thầy không không để test đấy, chẳng qua là để thử xem các em có nghĩ ra được test hay không thôi. Đó, bài 806 nhá. Các bạn cốt nhanh tay. Mai ta tua nhanh cái phần này để sang những phần khó khó hay hay đằng sau. Đi yên tâm là đi thi là để luôn luôn có bộ test. Rồi bài kế tiếp là bài cho một cái mảng một chiều, mảng hai chiều kích thước m nhân n, người ta yêu cầu tìm vị trí các phân tử, người ta hỏi vị trí, vậy cái mình đang quan tâm là chỉ số Easy, là số chính phương, số chính phương là số mà căn bậc hai của nó là một số nguyên, đấy, nha. Vậy thì nếu không có thì ghi ra trừ một, nếu không có thì ghi ra trừ một, như vậy sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Được rồi, ok, vậy ta sẽ tạm dừng một tí để ta xem bài làm của Nguyên nhé. Ông Nguyên nộp tài khoản nào đây, Lê Đình Nguyên này nhỉ? Có phải Nguyên nộp bài nào đây nhỉ? User nào nhỉ?
để không lên liền với đề can xin tình tình không tới đây thầy sẽ phải cấp lại user cho các bạn mới được để phân biệt theo lớp chứ để cái này khó thầy quá. Vì càng viên ở đây đã tên Nguyên là đã đẹp trai thì đã chớ còn lắm ông tên Nguyên nữa. Hay. Nào ta phanh lại một chút Nguyên nhé. À, lưu ý khi làm câu lệnh lập for tuyệt đối không được để đặt khai báo easy ở đây, các bạn khác cũng lưu ý luôn nhé, tuyệt đối không được khai báo easy ở đây nhé. Cái thứ hai, mảng của mình là mảng AEG có kích thước 1000 x 1000, không được phép khai báo long long mà nó chỉ là INT. Rồi, cái biến Z của mình là kết quả của bài toán thì khi đó mình mới khai báo long long Z nhé. Nhập MN ta khai báo INT ở đây. Tuyệt đối không được for theo kiểu kia. Khi cốt nhớ toán tử và toán hạng cách nhau ra cho nó đẹp. Có chỉ số y trước khởi tạo z. À, bài này bài là tìm nếu z lớn hơn ai. À, bài này là bài 805 là tìm min hay tìm max đấy nhỉ? Bài 805 là tìm giá trị nhỏ nhất. Để tìm được giá trị nhỏ nhất thì ban đầu ta khởi tạo bởi nó bởi giá trị vô cùng lớn. Ta duyệt từ đầu này nếu nếu z lớn hơn AEG thì cập nhật z bằng AEG. Sau sell thằng z ra. Sell thằng z ra. Endline xuống dòng. Đó đúng rồi nhỉ. Rồi em chỉ cần sửa lại chỗ long long là được nhé. Bởi vì có khả năng khiến em khai báo long long nên mà nó bị bay màu. Chỉ cần sửa lại chỗ kia được nhé, chỗ Nguyên nhé, em sửa lại chỗ là tuyệt đối không for trong đấy, và thứ hai là chỉ có mỗi biến kết quả, mà biến kết quả bài tìm min max này nó cũng là INT luôn cơ, bài tìm min max thì nó là INT luôn chứ, bởi vì chưa bài chỉ có mỗi bài tính tổng. Hiên đã nộp bài 86 chưa? Rồi thì em xem màn hình nhanh. À, chỗ vòng for di nhập dữ liệu em nhập sai rồi. À, cái chỗ phía dưới em for cũng chưa đúng, chờ một chút Thiên. Ở đây thì em đang gặp một cái lỗi cái khá phổ biến khi làm việc với mảng hai chiều, đó là em for chỉ số easy bị sai. Ở cái vòng for lượt thứ hai em cho j chạy từ 1 đến n là đúng, nhưng ở bên trong vòng for j đó là em lại đang for y chạy từ 1 đến n thì lại sai ở vòng for dưới cơ, cái vòng for cuối cùng ấy. Đấy, bên y của mình nó chạy đến chỉ số hàng, vậy có bao nhiêu hàng? Rồi, ok. Nhớ nhá, y là chỉ số hàng, j là chỉ số cột và ta thống nhất cách dùng đấy. Rồi, em theo sẽ thêm giống như Trần Gia Bảo vừa góp ý là em
Em xe ao cái airline ở ngay trước vòng for G chạy từ 1 đến N ở cái đoạn cuối ấy. Tức là sau khi for hết một thằng thì xuống hàng ở bên trên. Đấy, chỗ đấy. Không 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 thêm vào đấy. Ra hẳn vòng for đấy, nên tơ tụt xuống. Xe ao airline cứ xuống hàng ở đấy. Chạy ra kết quả đúng nhưng cần phải viết ra đúng định dạng. Không, bài tiếp đi cho anh học từ mới. Ba hàng năm cột, ok. Rồi, cảm ơn Thiên. Đó, bây giờ xin mời Nguyên chia sẻ bài làm của mình. Nguyên chia sẻ luôn nhé. Đầu tóc mày lù xù thế mà mày xuất hiện trên ấy mày không thấy ngại không? Đấy, Trung đã đề xuất test rồi. Kìa, chị Băng đang gọi con Mà nè. Bé Châu Anh đang mâm bánh quy mà không mời các anh chị. Kìa, đi ngó xem thằng em sao nó gào lên nhỉ. Nào Nguyên chia sẻ màn hình đi em ơi. Để xuống mà đấy. Bảo mẹ xem sao em khóc. Ơ, Nguyên không chia sẻ bài làm à? Lâu quá. Thiên quay trở lại câu chuyện. Thấy bé ăn xong là các anh nhưng không nghe anh. Các bạn tích cực làm bài nhé, ở bài này. Cảm ơn sáng. À, thầy gửi bài 86 rồi nhỉ.
Bài 805, 806 các em nộp được rồi nhé. Ta sang tiếp bài 807. Bài 807 là bắt đầu gặp đến một cái bài khá thú vị, và sau này đây chính là các bài mà chúng ta thường xuyên gặp. Đề bài là cho đưa ra vị trí các số chính phương trong cái mảng, trong một cái mảng hai chiều kích thước M nhân N, đưa ra vị trí các phần tử là số chính phương. Vậy thì nếu không có số chính phương nào thì ghi ra trừ 1. Qua đọc đề ta nhận thấy rằng bài này kiểu gì cũng sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Vậy thì ở bài này ta sẽ thực hiện duyệt theo đúng theo cái cách làm của ta sẽ thực hiện duyệt theo đúng ý tưởng đề hỏi, kiểm tra xem nó có. Bây giờ ta sẽ thực hiện tổ chức cái hàm bool chính phương của một số nguyên dương u để kiểm tra u có là số chính phương. Đấy, ta tổ chức một cái hàm này. Sau khi tổ chức được cái hàm này xong thì ta mới bắt đầu thực hiện là nhập dữ liệu, sau đó thực hiện duyệt. Việc duyệt đưa ra được các vị trí là số chính phương thì thầy sẽ thực hiện duyệt từ hàng đầu cho đến hàng cuối và thực hiện yêu cầu. Đây, ta bỏ chữ duyệt hàng dưới đây. Nếu AIG là số chính phương, hay nói cách khác, nếu AIG thỏa mãn điều kiện. Thì người ta đưa ra chỉ vị trí của nó. Thì đưa ra vị trí của nó là vị trí Y và G ra. Trong đó Y là chỉ số hàng và G là chỉ số cột. Đó là ý tưởng như thế. Ở đây thì ta nhận thấy rằng bởi vì có thể không có số nào trong cái bảng số này là số chính phương. Ta nhận thấy rằng số chính phương là số có căn bậc 2. Là một số nguyên. Câu lần này có nghĩa là phần căn bậc 2 của nó bằng phần nguyên căn bậc 2 của nó. Đấy. Ta tổ chức được cái hàm này xong thì bây giờ ta duyệt qua tất cả các phần tử. Nếu nó là số chính phương thì ta đưa chỉ số đó ra. Trong quá trình làm thì ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Ta sẽ thực hiện khởi tạo. Cái biến P bắt đầu khởi tạo bằng 0. Trong cái quá trình duyệt qua tất cả các phần tử, nếu có một thằng nào đó nó thỏa mãn điều kiện, nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện khởi tạo nó bởi một giá trị khác. Ở đây ta khởi tạo biến cầm cờ bởi một giá trị khác. Ta khởi tạo cờ bởi một giá trị khác. Đấy. Thực hiện xong cái công việc này, cái ta thu được đó là hoặc các phần tử là số chính, vị trí các phần tử là số chính phương được đưa ra, hoặc là nếu không có số từ, nếu P của thầy mà vẫn bằng 0 thì câu lệnh đưa easy ra không được thực hiện lần nào. Nói cách khác, không tồn tại số A easy nào thỏa mãn thì ta thông báo. Là trừ 1. Thông báo trừ 1. Đấy. Đó là ý tưởng giải thuật của cái bài toán đưa ra vị trí các phần tử là số chính phương. Sau này thì ta nên tổ chức thành một cái hàm để kiểm tra xem nó thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta đưa nó ra. Bây giờ ta sẽ bắt đầu cài đặt ở ngay trên bài 807 nhé. Bài 806 tại thời điểm này mới có một bàn nộp, mà bạn nào vừa nộp xong bài màu luôn thế này. Kết quả khá đáp án bài 806. Thầy mở lại test bài 806 nhé. Và output của nó là như thế này mà. Bài 806 ta quay trở lại.
Đấy, output của bài toán 86 là tổng hàng sau đó tổng cột mà. Thầy chụp lại cái output 86 để mọi người cài đặt cho nó chính xác nhé. Các bạn sử dụng Zalo web hoặc đấy để Thiên sử với lại. Các bạn nộp bài 86 luôn nhé để thầy xem kết quả và tiến độ mọi người làm đến đâu. Sau trong đó thầy đang chữa luôn bài 87. Các em lưu ý video các bài giảng thầy đã up lên trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành nhé. Các em nhớ like, share, subscribe, cật lực kênh giúp thầy. Hiện nay thì bây giờ có khoảng tầm 800, hơn 800 bạn đăng ký kênh. Trong đó cái thời gian thực học của các bạn bây giờ đang có khoảng tầm gần 70 bạn vẫn đang học và nộp bài ở trên cái hệ thống server của đây. Nên hy vọng là nó sẽ phục vụ cho các em ôn bài một cách hiệu quả. Bởi vì trong giờ học này một số bạn lúc thì có tập trung, lúc chưa tập trung hoặc là lúc tranh thủ đi ăn cái gì đó không mời thầy và các bạn sẽ bị lạc lõng mất kiến thức. Vậy thì ta bắt đầu cài đặt tiếp bài này nhá. Bài này rồi, giờ ta sẽ bỏ qua phần này. Ta thực hiện yêu cầu của bài. Yêu cầu của bài là ta sẽ tổ chức một cái hàm. Chỗ này thầy phóng to ra để bà con cô bác quan sát cho dễ. Thầy khai sử dụng một cái hàm. Ồ, quên mất, hôm nay bảo 8 rưỡi để đua tốc độ tí cho đỡ buồn. Thôi làm nốt bài này, sinh test xong ta đua tốc độ nhé. Tổ chức một cái hàm chính phương. Hôm nay thầy sẽ cho chung thua bét tài là nhẹ. Để kiểm tra xem một số nguyên dương U có phải là số chính phương hay không. Cứ tìm thầy kiểu gì cũng nhìn thấy. Tại vì vậy để tổ chức để kiểm tra xem U có là hàm này là kiểm tra U có là số chính phương. Sau này ta có kiểm tra U có là số nguyên tố, kiểm tra U có thỏa mãn điều kiện hay không thì ta đều làm như vậy. Rồi, bây để kiểm tra một số có là số chính phương hay không, ta sẽ thực hiện như sau. Nếu căn bậc 2 của số nguyên dương U mà bằng phần nguyên là ta lấy phần nguyên dưới nhé, chun C, căn bậc 2 của số nguyên dương U mà bằng chun, thì ta return true, ngược lại thì ta return false. Các bạn code chương trình cho nó đẹp một tí, sau nhìn chương trình đã thấy thích rồi. Yeah. Đây là hàm kiểm tra một số có là số chính phương hay không. Các bạn lưu ý đi thi thì các bạn hay sai nhất ở chỗ này. Đề bài người ta cho số nguyên dương N nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 12. Người ta yêu cầu kiểm tra xem N có phải là số chính phương hay không. Thì khi các bạn tổ chức hàm chính phương, các bạn vẫn INTU là to luôn. Khi kiểm tra một số có là số chính phương hay không thì ta phải lưu ý cái phạm vi giá trị của cái biến mình cần kiểm tra là bao nhiêu. Nếu nó là long long thì các em khai báo long long. Nếu nó là INT thì các em khai báo INT nhé. INT nhé. Chứ không phải là cứ mọi thứ đều là INT đâu. Nhớ chỗ này nhé. Đây là hàm chính phương. Rồi. Và ta sẽ thực hiện duyệt bài này, bài 807. Bước 1 đọc dữ liệu. Bước thứ 2 ta bắt đầu thực hiện duyệt. Khi duyệt for trên mảng 2 chiều ta nên tận dụng luôn vòng for này để tránh mắc phải cái lỗi đó là ta for nhầm vòng. Đấy, nhầm giá trị mà nó nhanh hơn. Nếu thằng AIG thỏa mãn điều kiện bài toán, tức là số chính phương của AIG và bằng chu. Cái chữ bằng chu thì nó được phép bỏ đi. Đấy. Do ta chỉ cần ghi nếu AIG là số chính phương thì ta thực hiện yêu cầu của bài toán đó là CL chỉ số Y và chỉ số Z cách nhau nó ra. Nếu có nhiều cái thì viết xuống hàng. Sau đó khởi tạo P bởi một giá trị khác để thể hiện có nghiệm. Khi các bạn code như thế này nhìn chương trình nó xấu mù, các bạn sẽ thực hiện chọn nó, nháy chuột phải, chọn format, user style. Đấy, thì nó sẽ định dạng lại, trông nó ngầu và đẹp hơn nhiều. Trước vòng lập for ta khởi tạo biến P
bởi một giá trị khác, có thể là p bằng 0. Sau vòng lặp for thì ta thu được cái đoạn trên. Thực hiện xong cái này, ta thu được các vị trí là số chính phương hoặc không có số nào được viết ra, tức là p vẫn bằng 0. Vậy sau vòng lặp p ở for này, nếu p vẫn bằng 0 thì vô nghĩa, thì ta sẽ là trừ 1 như đề bài. Mới trừ 1 hay là đề bài người ta cho ra 5 nhỉ? Trừ 1. Rồi ok, là trừ 1. Rồi 806 có hai bạn nộp rồi. Các bạn bà con cô bác khác chưa nộp 806, các bạn nộp ngay nhé. Để thầy quét thư mục chấm trực tuyến xem có bạn nào nộp rồi mà chưa chấm không. À, hóa ra 806 chỉ mới có hai bạn nộp thôi. À, ba bạn rồi. Bạn nộp tích cực nhé. Đến hết tháng 7 này thì thầy sẽ reset lại cái bảng user đăng nhập để thầy tạo lại tài khoản của các em theo nhóm lớp, kiểm soát cho nó ngầu hơn, để tránh thầy tìm các bạn trên bảng danh khó quá mà ta không so sánh được với các lớp khác nhau. Rồi, như vậy ta đã thực hiện xong cái đoạn code này. Trung vừa gửi cho thầy code gì đấy, 805, vượt qua tất cả các phần tử, đọc dữ liệu. Rồi, đâu rồi? Trượt qua chỉ số hàng, trượt qua chỉ số cột. Nếu min lớn hơn ai gì thì min bằng ai gì sẽ ao thằng min ra. Rồi mỗi hàng thiếu airline, quên, đúng rồi nhỉ, sẽ ao min ra. Thế là tìm min của các cột, nếu ai lớn thì min bằng ai, min bằng ai chỉ sẽ ao. Chỗ bài của Trung là CL Airline em nhé. Airline phải không nhỉ? Để thầy xem lại. Bài 805 nó xuống hàng mà. Cái này. À, thầy chào anh Minh, đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Kiểu đặt nickname đúng không? Trần Gia Bảo Pro muốn lên top 1. Ừ, có thể đặt tên user như thế cũng được. Thực tế cái phần mềm này nó lại không cho mình đăng ký tài khoản ấy. Rồi, đây là bài cô 807, thử ấn nút chạy chương trình xem nó có báo lỗi gì không. Ô, hôm nay code dài thế mà không có lỗi gì. Các bạn thấy thầy có ngầu không? Rồi, chạy thử xin test tí. Sai không? Các bạn cố gắng, các em cố gắng nhé. Code một phát, không bị ấy luôn. Các em làm thế nào làm code một phát nó ấy luôn, chứ không bị gọi là sửa các cái lỗi như là thiếu dấu chấm phẩy, thiếu cái gì đấy. Đã qua. Ông anh Minh lại nói liên thiên gì đấy. Rồi trên đây thầy vừa đã gửi cái hướng dẫn thuật toán của bài toán rồi ta, như vậy với bài toán này thì các bạn lưu ý cái từ bài toán này trở đi là ta mới bắt đầu bước chân vào những cái bài toán dạng bài toán thi, đó là các bạn sẽ thực hiện là duyệt qua tất cả các phần tử trên mảng nếu nó thỏa mãn điều kiện cái dòng này này, cứ với mỗi bài toán khác nhau, nó chỉ khác nhau ở phần này thôi, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Ví dụ hãy liệt kê ra vị trí các phần tử là số chính phương, hãy liệt kê ra các phần tử vừa là số chính phương vừa là số đối xứng,
Hãy đếm số lượng các phần tử là số chính phương. Hãy đếm số lượng các phần tử là số nguyên tố trên hàng. Tìm hàng có số lượng số nguyên tố nhiều nhất. Vân vân. Là những cái bài mà ta nhận thấy rằng là mình sẽ duyệt trên mạng và tìm cái phần tử phải thỏa mãn điều kiện và thực hiện yêu cầu của bài toán. Chúng bắt đầu chuẩn bị cốt thành người mẫu à? Rồi. Vậy thì ta sẽ xin test bài 807 các bạn à. Sau khi cốt xong các em có thể ấn Ctrl A nháy chuột phải chọn format user style. Thì cốt chương trình của mình nó sẽ trình bày lại đẹp giống như cốt chương trình của thầy. Các em sẽ cố gắng cài được chương trình. Cốt phải chuẩn, cốt phải đẹp. Chúng sắp viết thành app đến nơi rồi. Những cái code của mình nên lưu ở trên GitHub dưới dạng cứ mỗi bài là một code chung nhé. Sau này trong cái CV của mình ý, người ta cũng đánh giá về cái thời gian sử dụng GitHub để lưu code. Do đó mình có những cái lịch sử lưu cốt khoảng cách đây 5-10 năm trước khi tuyển dụng chẳng hạn vào một vị trí nào đấy thì nó bao ngầu luôn. Ở đây thì ta nhận thấy rằng có mỗi số 1 đây là số chính phương, như vậy khi chạy test này nó ra được 2 dòng. Đã add file vào. Bài này 807. Bây giờ mình đang còn là giai đoạn mở đầu thôi chú ạ. Cứ có code bài nào thì em cứ lưu trên GitHub. Cả Băng và các bạn thấy nhé, sử dụng GitHub để lưu code của bài làm của mình lên trên đấy. Sau này trong cái CV làm việc của mình có một cái thông số đấy. Ví dụ như câu hỏi bạn đã dùng GitHub để lưu trữ code bài làm chưa? Các em sâu code cách đây khoảng tầm 10 năm, 7 năm, 8 năm. Ngày xưa em đã code như thế này. À họ bảo cái thằng này nó có nền tảng, kinh nghiệm code sớm đây. Tuyển ngay lương tháng 50 củ được ạ. Ở 2.000 đô hình như có 46 củ hay sao ấy. Cũng bình thường mà, lương của dân IT mình bây giờ cao mà. Nhưng lương cao đối với người giỏi, còn đối với những người không quá xuất sắc thì lương nó chỉ lẻ tẻ 17 18 triệu thôi. Không cao lên được. Cố gắng các bạn là cố gắng là ta rèn luyện tư duy thuật toán, rèn luyện kỹ thuật lập trình, rút kinh nghiệm, bởi vì sau này các em làm việc đó là người ta có cho những các đoạn code sẵn, các em đánh giá được độ phức tạp thuật toán, cải tiến được nó, chỉnh sửa được nó. Vậy bản thân chứ chẳng mấy khi ta phải code lại mới nó hoàn toàn đâu. Người ta sử dụng các cái framework, người ta gen ra cái nó có code sẵn luôn rồi, có các form, có các module hết rồi. Công việc của mình là chỉ edit nó thôi. Chứ không phải ngồi code chay như thầy trò mình đang code, như thầy trò mình đang code chay. Bởi vì sau này khi mình có được một đoạn code thì mình phải có kỹ năng sửa bài, đánh giá độ phức tạp thuật toán. Tức là mình phải đọc hiểu được chương trình. Thôi thầy... các bạn cốt tiếp bài 807 nhé. Bài 807 thầy đã gửi ở trong ấy rồi các bạn à. Bài 806 hiện tại là đang có 1, 2, 3. Xin mời các bạn 4,
có bốn bạn nộp trên 806 rồi, các em tiếp tục 805 các bạn nộp được nhiều hơn, em cốt nhanh tay một tí nhé và cố gắng nắm được ý tưởng. Bất cứ thời điểm nào ai đó hỏi mình, các em hoàn toàn trả lời được. Bất cứ thời điểm nào đó mình cần trình bày cho ai đó, ví dụ như mình có khách hàng hỏi, mình có thể trình bày được rõ ràng những cái mình đã làm. Ô may quá, quên đã xin test bài này đâu mà may, bây giờ không may. Chờ đợi tí. Thiên đang kiểm tra lại file in xem sao em. File in có giống nhau không mà file out khác kết quả. Em thử chạy file in này nhé. 24 và 25 chỉ có hai số này là số chính phương thôi mà. Hàng 2 cột 4 và hàng 2 cột 5. Thì nữa sau khi chưa xong các bài này thì thầy sẽ dành thời gian để sẽ đi chữa cốt của mọi người, để mỗi bài thì qua chữa cốt của từng bạn thì các bạn khác các em cũng cần phải rút kinh nghiệm để cốt của mình ngầu hơn, chuyên nghiệp hơn. Đấy. Em copy cái test và chạy lại nhé, khi chạy test chạy trên bài tập mảng hai chiều nên chạy dưới dạng file, tuyệt đối không nhập bằng tay các em nhé. Bởi vì thời gian các em nhập test bằng tay thì cái thằng bên cạnh ấy, nó đã sửa cốt của nó xong lâu rồi, trong khi mình đang còn chưa nhập xong test. Ăn thua nhau là cái chỗ tốc độ. Thiên xem chỗ cầm cờ này đã đúng chưa? Nếu P bằng bằng 0 thì CL ra trừ 1. P ban đầu khởi tạo bằng 0 trước vòng lập for. Nếu phát hiện nghiệm CL 1 đặt nằm trong cặp dấu ngoặc này khi biểu thức điều kiện đúng. Đây người ta gọi là kỹ thuật cầm cờ. Các em gặp khó khăn, các em có năng lực yếu hơn, chưa làm được hết các cái bài thì các em nên theo dõi lại các video bài giảng, xem tham khảo là cái file PDF thầy gửi sau từng buổi học để hoàn thiện kỹ năng của mình. Thì hơn ai hết thì không ai có thể làm code giúp mình được, nên mình phải dành nhiều thời gian để các em code. Chỉ có cách dành nhiều thời gian. Thầy còn nhớ ngày trước khi lúc thầy đi học thì thầy và các bạn của thầy có một nhóm. Cái thời điểm là sinh viên ấy, thầy có một nhóm 7 bạn. Chuyên làm việc và cốt cùng nhau. Đốc thúc nhau cùng làm việc. À không, tính ra là cả thầy nữa là 8 người. Bởi vì thầy nhớ là đủ hai đội đi đánh đế chế với nhau. Thầy có 8 bạn chơi thân với nhau ở lớp đại học. Nhóm thầy là nhóm top đầu ở lớp, chuyên gia về lập trình. Ngoài việc chuyên đi giải bài giúp các bạn ra ở trong lớp ra thì cần hết tất cả các môn nào liên quan tới lập trình. Nên nhờ. Hôm nay quên không báo cho các bạn lớp nâng cao nhảy sang học cùng.
quên mất. À, thực tế ngày xưa lúc đầu vào thầy cô cũng gà thôi, so với các bạn cô cũng gà, trong nhóm cũng có những như các anh giỏi, à, các bạn giỏi vì đã cùng lứa hết. Nhưng mà trong quá trình mình học thì mình nhanh chóng, nói chung ai cũng cố gắng khẳng định được mình. Và luôn dẫn đầu trong cả lớp về cái mảng này. Chỉ có mỗi cốt thì thầy cốt tương đối tốt, nhưng có mỗi chơi đế chế với mấy anh em thì thầy chơi không có năng khiếu chơi game. Nên khi các bạn nào đã từng chơi trò đế chế comment cho thầy số 1 phát. Trò AOE đấy. Thầy băng comment ấy. Bảo yếu nhất phần sâu. Thì đột kích mãi sau này mới có đột kích, xem đột kích nó sẽ có vào khoảng tầm 2007 2008. Ngày xưa chỉ có đế chế hoặc là headline, nhưng mà do cái khả năng chơi game của thầy nó cũng có hạn chứ muốn nói là quá kém. Vừa rồi phát hiện ra là băng chưa biết chơi đế chế, con gái mà không biết chơi đế chế à. Thì sau khi thầy chơi đế chế thì mấy đứa bạn cùng lớp của thầy nó đánh mới khoảng phút thứ 7, thứ 8, thứ 9 đã thấy nó kéo quân đi qua nhà mình rồi. Trong khi nhà mình nghèo rách mồng tơi, nó chán quá nó đi dân quân qua luôn, không thèm đánh. Nó đợi mình xong lên đời 4 xong nó sang nó dập cho một phát, chết tử. Nên cốt thì mình có thể gánh team, nhưng mà riêng đánh đế chế thì không thể gánh team được. Mấy anh em nó đánh siêu lắm, nhưng sau một khoảng thời gian sau thì không còn quỹ thời gian để chơi nữa, nên mọi người cũng không chơi điện tử, không đủ quỹ thời gian để cốt nhiều quá. Thầy gà thì vấn đề gì đâu. Gà là chuyện bình thường, không gà mới khói. Bài 87 có test rồi bà con nhá. Bà con nộp bài được rồi, các em nộp bài khẩn trương. Bây giờ cái quỹ thời gian không có để chơi bất cứ trò chơi gì, ngay cả trò chơi trên điện thoại, trên máy của thầy cũng không có bất cứ trò gì. Có trước thì có Facebook, nhưng mà do cái Facebook nó tiêu tốn nhiều thời gian quá nên thầy xóa Facebook, chỉ để có mỗi cái Messenger và cái Zalo. Ngoài ra thì ngồi nghiên cứu cái khác. Rồi bây giờ xin mời Thiên chia sẻ bài làm nào. Em lăn chuột lên trên nào để xem tổng thể, cứ lắc chuột để... À, chỗ CINMN mọi người cùng cười Thiên một phát nào. Há 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 há.
Anh Minh được cái cười to nhất nhà đúng không? Như thế là ok rồi đây. Ông nào cười to đấy. Đào Thiên có thấy đào phèo không? Cô thuật toán khó khăn, khó khăn nhất phần thuật toán thì mình bay màu, còn nó lại phải bị bay ở cái chỗ phần nhập dữ liệu. Rồi ta sang tiếp bài 8 đấy nhá, bài vị trí các số nguyên tố nhá, để ta chốt cái phần mảng hai chiều. Bài vị trí các số nguyên tố, bài này là một trong những cái bài khá hay hiện nay. Đề bài cho một cái mảng hai chiều kích thước m nhân n, người ta hỏi vị trí các phần tử là số nguyên tố. Nếu không có thì ghi ra trừ một. Những thầy tề những cái dòng thầy tô đậm đó chính là những cái dòng mà khi đọc đề các em phải gạch chân. Thông thường đề thì nó sẽ dài lòng vòng hơn nhiều. Trên một cái bàn cờ có kích thước m nhân n, ở mỗi quân cờ người ta gán cho nó một cái số nguyên là AIG. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải xác định những quân cờ có mang trên mình là một cái số nguyên tố. Đề bài đó yêu cầu các bạn đưa ra vị trí. Nếu trên bàn cờ mà không có quân cờ nào mang là số nguyên tố thì ghi ra, thông báo ra là trừ một. Đó là người ta sẽ phát biểu cái đề như thế, nó có một cái background chém gió lộng lẫy lên. Vậy thì với cái background như thế thì ta sẽ làm bài theo đúng cái mô hình của bài toán này. Là ta, bước 1 ta sẽ tổ chức. Bước 1 ta sẽ tổ chức một cái hàm. Ta định nghĩa số nguyên tố trước. Số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn 1 và chỉ có hai ước. Đấy. Ta lợi dụng cái định nghĩa này. Vậy thì ta sẽ tổ chức một cái hàm là hàm nguyên tố. Cái hàm nguyên tố này thì trong mọi bài thì ta sẽ để kiểm tra xem U có là số nguyên tố hay không. Hôm sau người ta kiểm tra U có là số đẹp hay không, kiểm tra xem U có phải là cái số x, y, z gì hay không. Thì tóm lại mình tổ chức một cái hàm để kiểm tra xem số U có phải thỏa mãn điều kiện gì đó hay không. Sau đó ta thực hiện cái công việc duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng. Nếu AIG là số nguyên tố thì ta đưa chỉ vị trí của nó ra là vị trí EZ ra. Sau đó ta khởi tạo P bởi một giá trị khác. Thực hiện xong cái công việc này, ta thu được vị trí các số là số nguyên tố. Hoặc là nếu không có số vị trí nào được đưa ra thì P nó vẫn bằng 0, tức là bằng giá trị khởi tạo ban đầu, thì ta thông báo là trừ 1. Đấy. Vậy thì bây giờ ta sẽ cải tiến cái bài toán này thành bài toán 808 nhé. Đó là theo cách thứ nhất. Tuy nhiên với cái mô hình bài toán này thì ta nhận thấy cái việc kiểm tra đấy, với cái anh làm này thì với việc kiểm tra cái tính một số AIG là số nguyên tố hay không là chi phí nó khá lớn và nó bị gọi nhiều lần. Vì thế ta thấy rằng khi kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần ta cần sử dụng dùng cái gì các em nhỉ? Mời các bạn comment hãy cho thầy biết khi sử dụng khi kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần thì ta cần phải làm gì? Các bạn hãy cho biết trả lời câu hỏi. Rồi băng nhanh chóng trả lời đó là chung cũng cho biết là ta sử dụng sàng nguyên tố. Vậy thì với bài toán này ta sẽ đặt ra câu hỏi dùng cách nào là có lợi và khi sử dụng sàng nguyên tố ta sẽ làm được tới đâu nhé. Ở sắp tăng 1 ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 đến m, j chạy từ 1 đến n. Nếu AIG là số nguyên tố thì đưa EZ ra. Bây giờ tất cả có 10 bạn ở trong lớp hãy cho thầy biết độ phức tạp thuật toán của giải thuật trên là bao nhiêu. Nha, bắt đầu từ chỗ anh Minh, Gia Bảo, Lâm, Tiên, Nguyên, Tuấn Anh. Dạo này thấy Tuấn Anh im lặng nhé, chậm lắm. Trung, Gia Bảo, Hoài Văn, Trần Gia Bảo, Gia Bảo.
Rồi, thầy nhận được cái độ phức tạp thuật toán đầu tiên của sắp tác 1 theo cách trên là ô y nhân gì. Rồi xin mời anh Minh ạ. Hoàng Gia Bảo, Lâm, Thiên, Nguyên, Tuấn Anh nữa. Anh Minh, Trung là Hoàng Trần Gia Bảo, Băng là. Thầy đã nhận được 2 kết quả, còn 9 kết quả của các bạn còn lại xin mời nhanh. Ta có 1 phút để comment. Thầy nhận được 3 kết quả rồi. Mời nhân N. Ta đang nói đến sắp tác 1 Băng nhé. Rồi, 5 kết quả rồi. Xin mời còn 5 bạn nữa. Giang đi, chưa cho được kết quả. Ok, chờ đợi vậy. Tiếp theo anh Trung. Thế em lao ra bờ ao rồi. Rồi, Băng cũng đã có kết quả. Xin mời các bạn khác nữa. Lâm đâu nhỉ? Thầy đã nhận được câu trả lời của bạn Trung, bạn Băng, bạn Trần Gia Bảo, bạn Thiên. Có Huy thì trả lời chưa biết cách tính. Anh Minh chưa thấy. Lâm là ô của mọi nhân. Rồi. À, thực tế Thiên ạ, bây giờ em mà nhảy xuống ao thì cá nó lại nhảy lên bờ được hết, do đó đó cũng là điều không nên, bởi vì cá nó phải nuôi đến cuối năm mới khai thác được, không nên nhé. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cái việc như sau. Để tính toán độ phức tạp của thuật toán, các bạn phần này nghe thật rõ nhá, thầy giảng rồi, tuy nhiên mọi người vẫn có mắc phải một cái là cái xác định được số lượng phép toán chưa chính xác. Bây giờ ta có như sau. Bước 1 ta sẽ nhập và ta xác định xem là độ phức tạp thuật toán của từng đoạn chương trình là gì. Ở đoạn nhập dữ liệu bài này ta mất ô bao nhiêu? Các bạn bật comment giúp thầy. Đoạn nhập dữ liệu độ phức tạp là hết bao nhiêu? Rồi thầy nhận câu trả lời của các bạn nhanh chóng là độ phần đọc dữ liệu, độ phức tạp của nó đang là M nhân N. Để thời gian không tí thầy cho mình bay màu ra ngoài lúc nào cũng biết. Độ phức tạp của nó là ô M nhân N, bởi vì khi đọc dữ liệu là mình mất M nhân N rồi. Khởi tạo P bằng 0, ô 1. Vòng for y chạy từ 1 đến M, mất M. For z chạy từ 1 đến N, mất N. For kiểm tra AEG có là nguyên tố hay không, mất căn bậc 2 của thằng AEG. Thằng AEG lớn nhất thì nó gọi là Rmax. Do đó ở bước 2, độ phức tạp thuật toán là ô của hai vòng for này là mất M nhân N. Cứ như vậy ta có M nhân N phần tử. Cứ mỗi phần tử ta lại kiểm tra tính nguyên tố. Do đó nó sẽ mất căn của cái số lớn nhất trong mảng. Nó căn của Rmax. Đấy. Như vậy độ phức tạp của thuật toán của bước 2 là ô M nhân N nhân căn của Rmax. Đấy, kiểm tra P bằng 0 hay không, chỗ này thì độ phức tạp thuật toán là ô 1. Đấy. Như vậy thì theo nguyên tắc tìm giá trị lớn nhất thì ở đây ta có ô M nhân N nhân căn Rmax và ô 1. Đấy, thì ta thấy rằng độ phức tạp thuật toán của nó là ô M nhân N nhân căn Rmax. Vậy thì độ phức tạp thuật toán của chúng ta ta có độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình, viết tắt bởi ký pháp ô lớn, đó là chữ ô in hoa. Ở đây thì nó sẽ mất m nhân n nhân căn của Rmax. Như vậy thì bài toán này nó sẽ chạy được cho tới khi mà biểu thức này nhỏ hơn hoặc bằng, trên thực tế là nó là 10 mũ 6,
Nhưng mà ở đây thì ta có thể chạy lên được tới 10 mũ 8. Trên máy chấm của thầy đấy chỉ chạy lên tới 10 mũ 6 thôi. Điều này có nghĩa là khi mn mà bằng m bằng 1.000, n bằng 1.000 thì m nhân n sẽ đã mất tới 10 mũ 6 rồi. Thì khi đó căn của Rmax nó sẽ phải nhỏ hơn là bằng 10 mũ 2, tức là thằng AEG sẽ nhỏ hơn 10 mũ 4. Đấy. Như vậy thì còn khi mà mn của chỉ bằng là 1 2 3 thôi thì khi đó thằng Rmax của ta có thể lên tới được 10 mũ 9. Đấy. Vậy thì ta đưa đây là từ từ độ phức tạp thuật toán thì mình sẽ đưa ra được cái giá trị tối đa mà nó có thể chạy được. Nha, đây là một trường hợp. Do đó với m bằng 1.000, n bằng 1.000 và Rmax là bằng AEG là 10 mũ 9 thì hỏi bài toán này không hoàn toàn không chạy được. 10 mũ 3 nhân 10 mũ 3 bằng 10 mũ 6. Căn của 10 mũ 9 là sẽ bằng 3 nhân 10 mũ 4. Thì đó sẽ là được là 10 mũ 10. Cả cái biểu thức này 10 mũ 10 nó vượt quá 10 mũ 8. Giải thuật không phụ điểm. Nha. Như vậy các bạn lưu ý cái cách đánh giá độ phức tạp thuật toán, và từ giờ trở đi với bài toán nào mà có bài tập trên mảng một chiều, nếu for một vòng ô 1, for hai vòng lồng nhau là ô n bình. Ở bài mảng hai chiều thì ta for for hai vòng mà kích thước là kiểu mn này thì kiểu gì nó mất m nhân n rồi. Được. Kế tiếp thực hiện xong cái cách này thì ta đã cài đặt được nó luôn. Ta tổ chức một cái hàm nguyên tố. Hàm nguyên tố trong 10 bài thì các bạn cốt nhau, cốt giống nhau 10 bài, không cần phải sáng tạo làm gì. Do bảo là 10 bài cốt giống nhau 10 bài nên thầy thấy băng 10 bài đều cốt sáng nguyên à, giải thuật kiểm tra tính nguyên tố theo cách của băng. Rất hay. À, chơi cho Hà kiểm tra tính nguyên tố bây giờ ta cốt theo kiểu này các em nhé, chứ ta không cốt theo kiểu cả nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc hai nữa, trông nó quê lắm. Các bạn thấy bạn băng cười có nhạt không? Để nói chuyện qua mất khoảng tầm 30 giây thì mới thấy bạn cười. Chúng ta cười bạn băng vì bạn băng rất chi là nhạt. À, mình return chu, return phôi lại lại return 0, 1 trông nó không ngầu lắm. Nếu số này nhỏ hơn 1 thì return phôi, nếu băng hay sử dụng mạng là 3G của FPT chạy cực nhanh cực ngầu. Hàm kiểm tra tính nguyên tố rồi, bây giờ ta sẽ bài này là bài 808. Nguyên chờ tí nhé. Bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt y chạy từ 1 đến m, z chạy từ 1 đến n. Nếu a, y, z là số nguyên tố thì thực hiện cái công việc CLI đi ra và đưa ra giá trị trừ 1. Vậy cả cái chỗ này để cắt nó. Hôm trước thầy nói các bạn là thầy tổ chức nó thành một cái void sắp tác 1. Làm theo cách 1 thì gọi là void sắp tác 1. Trong chương trình chính sau khi nhập dữ liệu xong thầy gọi mỗi là sắp tác 1. Thế là xong. Đó là bài 808 đấy. Các bạn thầy nguyên chờ tí nhé. Thầy cô xong 808 để các bạn cùng cô luôn. Tại vì cái mảng trên nó có khá nhiều số nguyên tố. Để add file nào. Bây giờ đúng là có rất chi là nhiều số. Vì toàn thấy 2-3 năm ở đây.
Vị trí số luôn. Chung từ từ để chuyên xong nốt bài này. Hôm nay chúng ta dù có muộn hay sớm chúng ta cũng phải đua cho chung thua bét cái lẻ nhè nhé. 500 anh em chuẩn bị phục thù nhé. Ai có kỹ năng tuyệt chiêu gõ 10 ngón thì dùng 10 ngón, ai có tuyệt chiêu gõ 5 ngón thì dùng 5 ngón. Còn nếu không thì các bạn sử dụng nhất dương chỉ như băng băng hay dùng đảm bảo rất hiệu quả. Ở đây thầy đã tổ chức thành một cái sắp tác một rất hay là xử lý theo cách một. Đấy. Thầy được xin test cái để cho các bạn xem. À như vậy băng bây giờ không nhất dương chỉ bằng một ngón nữa mà phải sử dụng nhất dương chỉ hai ngón các em ạ. Tuyệt chiêu này nghe cũng khoai đây. Vậy rồi. Để tạo nên cả. Các em có bài 87, 88 nhé. Để thầy tạo test một chút lên. Khi tạo test là tuyệt đối là không nhẩm nghiệm và điền kết quả vào nhé. Phải chạy bởi chương trình của mình ra. Thì nó mới là đúng, nhiều khi mình nhìn bằng mắt thường nó không hết được cả các cái số đâu. Giờ này Trần Gia Bảo tiếng Anh ngầu ghê. Thế nói cho tiếng Anh các bạn cũng phải nên cải thiện tiếng Anh của mình. Sau này ăn hay không là tiếng Anh. Nên sau khi các bạn được tuyển thẳng vào các trường đại học thì các bạn cũng nên có một cái trang bị cho mình là tiếng Anh thật tốt. Bởi vì ngay sau khi các bạn trúng tuyển thì cái lớp cử nhân tài năng, lớp chất lượng cao ấy là người ta sẽ thi tuyển vào lớp chất lượng cao. Trong bài thi tuyển lập trình thì đa số cái đội mà bọn các em ấy và hoặc là kể cả thi toán logic hay thi logcom gì đấy thì các em luôn đạt điểm gần như là full điểm, nhưng mà tiếng Anh từ đầu vào thì thôi rồi, chán đời luôn. Ta chưa nói đến du học, các lớp chất lượng cao người ta dạy 100% bằng tiếng Anh, không dạy bằng tiếng Việt. Người ta sẽ dạy các em một năm đầu tiên học mỗi tiếng Anh không, không phải học các môn khác, rất sướng ở chỗ đấy. Và người ta sẽ dạy cho các em cái cách đảm bảo rằng nếu mà các em được vào được lớp đó rồi đã thì người ta sẽ dạy tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh cơ bản cho các bạn đủ để các em dùng trong suốt cái quá trình học đại học mà không cần dùng tiếng Việt. Các em nghe giảng bằng tiếng Anh. Rồi vừa rồi ta đã làm theo cái cách thứ nhất. À. Nên là lý do tại sao bây giờ IT ra lương nó cao, nó học nó bằng 100% bằng tiếng Anh, thầy giáo giảng trên lớp. Mà thực tế giảng trên lớp bằng tiếng Anh thì nghe các bạn sẽ hiểu hơn so với dùng tiếng Việt. Có nhiều thuật toán nói bằng tiếng Anh nó dễ rõ ràng hơn so với tiếng Việt. Một số các cái công trình nghiên cứu có thể thuyết trình bằng tiếng Anh hay hơn tiếng Việt. Bởi vì khi dịch ra tiếng Việt, một số các cái từ nó không có đâu rồi. Có nhưng mà nó không phản ánh hết đúng nghĩa. Rồi bây giờ ta sẽ sang cái cách thứ hai. Ở cái cách thứ hai thì ta nhận thấy ta có một cái nhận xét. Đó là vì cái việc kiểm tra tính nguyên tố bị gọi nhiều lần nên chi thời gian
bị nhiều. Vậy ta cần dùng sàng Eratos Internet để chuẩn bị sẵn mảng FI lưu trạng thái các số nguyên tố trong phạm vi từ 1 cho tới giá trị cần sàng. Bây giờ ta quay trở lại với cái bài toán số 808 này. Theo các em, ta sẽ sàng nguyên tố cho tới giá trị nào? Xin mời các bạn comment. Nào các bạn hãy bật cửa sổ comment, thầy muốn nhận được bay đâu bay màu đâu một đứa rồi, đừng bảo anh Minh đã bay màu nhé. Đúng như thầy dự đoán. Trần Gia Bảo đề xuất sàng cho tới căn N, thầy đã nhận được một đáp án. Xin mời Gia Huy, Hoàng Gia Bảo. Lâm. Lâm vẫn âm thầm. Thiên. Tới căn N. Trung. Căn ở Tuấn Anh. Tuấn Anh giờ này rất âm thầm đâu nữa rồi. Băng. Bài này ta sẽ sàng nguyên tố tới đâu? Trung căn ở Tuấn Anh trả lời đây. Tới mắt của AIG. Rồi, cảm ơn Văn. Rất chính xác. Ông Huy vừa vào lại, ông lại bay màu rồi. Vậy thì ta sẽ sàng cho tới giá trị là R mắt. Là giá trị lớn nhất nhé. Trong đó của mẹ. Cái điều này là cực kỳ quan trọng bởi vì một số bạn ngây thơ cứ sàng nguyên tố cho tới N là to rồi. Mà người ta cho một cái ma trận kích thước 3x4 mà cái mảng AIG toàn các số 15, 20, 30 thì làm sao ta thu được một số có là số nguyên tố hay không? Đúng không? Vậy thì ta phải sàng cho tới cái thằng tốt nhất, to nhất mà mình định kiểm tra tính nguyên tố của nó. Vậy thì ta sàng cho tới Rmax. Trong đó Rmax là giá trị lớn nhất của mảng. Đấy. Với cái nhận xét như trên thì ta nhận thấy ta sẽ thực hiện bước 1, ta thực hiện nhập dữ liệu. Bước thứ 2, ta sẽ tìm thằng Rmax. Trong đó Rmax là giá trị lớn nhất của mảng. Bài này ta đã làm rồi. Trước đó ta chuẩn bị một cái dây thủ tục là thủ tục sàng nguyên tố. Rồi bước 3, ta sẽ thực hiện là gọi giải thuật sàng Eratos cho tới giá trị Rmax để thu được mảng FI lưu trạng thái các số nguyên tố từ 1 cho tới Rmax. Hoàn toàn được, tuy nhiên thầy góp ý với Trần Gia Bảo cái câu lệnh này em nên tách nó thành hai dòng, hạn chế tối đa việc ghi như thế nhé. Với lại cái trong vòng for của em không phải sàng như thế. Em sẽ sửa cái chỗ này thành sàng mở ngoặc int u đấy. Em sàng theo kiểu như thế để em gọi được tới mọi giá trị của sàng, chứ không thể gọi chạy sàng được cho tới n được, bởi vì n đây là chỉ số cột của bài toán chứ không phải là dữ liệu cần sàng. Trần Gia Bảo nhé. Sau đó ở trong code thì sửa tất cả chỗ nào có giá trị n sửa nó bằng u là được. Rồi sau khi sàng nguyên tố đấy thì ta sang bước thứ tư thì ta thực hiện duyệt bài toán. Bây giờ bài toán ta thực hiện duyệt tương tự như vậy. Thì thực hiện duyệt
Khởi tạo P bằng 0 để cầm cờ, ta duyệt qua tất cả các giá trị MN. Nếu AIZ là số nguyên tố, vậy thì ở đây ta có F của AIZ mà bằng chu. F của AIZ bằng chu thì điều đó chứng tỏ AIZ là số nguyên tố. Đấy. À, đa số tất cả những bài tập ở trong đề thi học sinh giỏi nếu sử dụng liên quan tới tính nguyên tố đều cần sử dụng sàng nguyên tố. Tuy nhiên ta cũng cần thận trọng với những bài nào nên dùng hay không dùng. Ta đưa ý ra được lại. Bây giờ các bạn hãy cho thầy biết độ phức tạp của giải thuật làm theo cách 2 này. Là độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Xin mời các bạn comment. Nào, xin mời các bạn comment độ phức tạp của giải thuật. Đó, bay đâu mất mấy bạn rồi, bây giờ chỉ còn có 8 bạn. Có Huy với bạn nào bay vào ra ngoài. Bác có hỏi độ phức tạp của giải thuật sàng thì mất độ phức tạp bằng giá trị mình cần sàng. Bằng giá trị mình sàng. Bởi vì sau khi sàng xong ta thu được mảng trạng thái các số nguyên tố từ 1 cho tới giá trị cần sàng mà. Vậy thì độ phức tạp kiểu gì ta cũng phải chạy đến giá trị cần sàng, đến ô của cái giá trị cần sàng. Rồi. Như vậy thì bác đề xuất là ô của M cộng N nhân với max của thằng AIZ, ta có tạm gọi là ô của R max. Chung thì đề xuất là ô của M cộng N cộng với ô của N. Nào xin mời các bạn khác. Trần Gia Bảo, Tuấn Anh, Nguyên, Thiên, Lâm, Hoàng Gia Bảo. Mày dặn lên Thiên. Sao sau khi nãy thầy hỏi thì cho các em góp ý xong của cái bài trước, các mọi người bay màu hết thì rồi Tuấn Anh chưa ghi ra. Rồi như vậy thì khi nãy ở cái bài trước thầy nhận xét rằng để tính được độ phức tạp thuật toán của một bài thì ta tính thuật được độ phức tạp thuật toán của từng bước một, sau đó ta tìm max của tất cả những thằng đấy bằng edit lại là ô của R max. Trần Gia Bảo là ô MN của căn của R max. Tiếp tục. Rồi, bằng đã lại để edit ra sản phẩm mới. Rồi xin mời các bạn khác. Hoàng Gia Bảo cho kết quả nào? Máy dạ lên đi. Trần Gia Bảo cho kết quả là Lâm chưa có kết quả nhé. Thầy xem Lâm đâu gì. Tuấn Anh bảo chưa nghĩ ra còn Lâm nữa. Rồi, bắn lại đề xuất ra một cái kết quả nữa. Cảm ơn bác. Bắn hẳn một đạn trùng. Quả này kiểu gì cũng trúng. Rồi, như vậy thì ta thống nhất kết quả luôn. Độ phức tạp của thuật toán như sau. Các bạn, chỗ này, chỗ Tuấn Anh nhé. Và các bạn cùng, các em cùng lưu ý. Cách tính độ phức tạp của thuật toán như sau. Đầu tiên ta sẽ tính độ phức tạp của thuật toán của từng bước một. Bước một nhập dữ liệu, độ phức tạp của mảng nhập dữ liệu ở mảng hai chiều. Đoạn này mất độ phức tạp là bao nhiêu? Các bạn có là ta có M nhân N. Rồi. Ok. Để tìm giá trị lớn nhất trong một mảng hai chiều, ta cũng vẫn phải for MN. Vậy ô của M nhân N. Sàng Eratosthenes thì độ phức tạp thuật toán là ô giá trị cần sàng là ô R max. Trong đó R max là giá trị lớn nhất. Ở chỗ này ta có mất vòng phong M. Vòng for N mất M nhân N. F của AIZ là ô 1. Đưa AIZ và P này ra nó là một lệnh. Cái này cũng là ô 1. Vậy độ phức tạp của ta đây sẽ là ô của
M nhân nâng. Đấy. Từ đó ta suy ra được rằng là độ phức tạp của thuật toán là giá trị lớn nhất trong tất cả những thằng này. Vậy thì ta có độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Ở đây thì ta có là bằng ô của cái giá trị lớn nhất giữa thằng này với thằng này, đúng không? Vậy ô max của M nhân N với thằng R max. Đây. Cái thằng này nó tương đương với ô của M nhân N cộng với thằng R max. Hiểu nhá? Nó tương đương với thằng này. Vậy thì ta có thể tương đương thôi. Vậy thì ta đặt ra câu hỏi là vừa rồi như vậy trong quá trình trả lời ta nhận thấy rằng sau khi bạn băng edit 500 lần thì cũng đã đề xuất được hai phương án đều đúng. Trung cũng đề xuất ra được đúng được nửa đầu, đúng không? Bạn cũng ra chơi bị sai ở mất cái ô độ phức tạp. Trong cái thằng sáng nguyên tố trông tưởng nó là ô căn bậc 2 nhưng không phải đâu, nó ô của giá trị cần sáng đấy. Bởi vì nó có một cái vòng tăng k mà, k tăng k bắt đầu bằng 2, chừng nào y nhân k nhận vua giá trị sàng thì ta gắn f của y nhân k bằng phô và tăng k lên đấy. Thì chỗ đấy nó chính là mất căn bậc 2 của cái giá trị đó nữa. Lấy hai thằng căn bậc 2 nhân với nhau thì đó chính là giá trị cần sàng. Rồi như vậy thì ta thấy rằng độ phức tạp như thế này thì khi đó ta có m nhân n và r max của ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10√8. Đấy. Khi đó chương trình chạy được với cái này với nhỏ hơn bằng 10√8. Vậy thì tới thời điểm này thì ta mới nhìn thấy là vậy thì với chương trình này nếu MN là 10√6 thì giải thuật chạy hoàn toàn tốt, đúng không? MN tối đa là 10√6. Vậy thì vì n cho 1000 m cho 1000 thì m đến n 10√6 nhỏ hơn 10√8, vậy thì ta loại bỏ thằng này đi. Đấy. Vậy r như vậy giải thuật này chạy được với r max nhỏ hơn 10√8. Vậy 10√8 ở đây là gì? Đề bài người ta cho a y z nhỏ bằng 10√9. Nếu áp dụng được giải thuật sàng này thì ta có thể chạy được với mọi mn nằm trong giới hạn của đề bài và a y z nhỏ hơn 10√8. Vậy thì bây giờ ta quay trở lại giải thuật 1 và giải thuật 2, cái nào tối ưu hơn? Thằng này độ phức tạp của nó tương đương bởi vì m nhân n nhỏ 10√6 đó, nên giải thuật này nó chỉ là ô của thằng r max. Thực tế ở đây là m n là 10√6, nó chắc chắn chạy được. Vậy nó quan trọng nhất là thằng r max này, là r max là giá trị lớn nhất. Đấy, chính xác. Cũng thêm giờ thầy cho mình lại bay màu. Rồi vậy thì ta nhận thấy là ở cái thằng này thì m nhân n nhân căn r max nhỏ hơn 10√8. Còn thằng này là thằng r max nhỏ hơn 10√8. Thì ta cảm nhận ngay được rằng giải thuật này độ phức tạp nó có thể chạy được nhiều test hơn. Nó có thể chạy được với mọi mn nhưng aiz nhỏ hơn 10√8. Bài này thì nó có thể chạy được với các mn bé nhưng AEG nó có thể chạy lên tới được 10√9. Đấy. Nó có cái điểm như hay đấy. Do đó ta nhận thấy rằng nếu AEG nhỏ, nếu test chấm đề bài mà AEG nhỏ hơn 10√8 thì giải thuật làm theo cách hai này là tối ưu hơn. Chỗ này các bạn lưu ý nhé. Chỗ này thầy nhấn mạnh lại ở cách hai chưa chắc đã tối ưu hơn cách một. Nó phụ thuộc vào bộ test chấm. Nếu bộ test chấm mà có AEG nhỏ hơn hoặc bằng 10√8 thì làm theo cách 2 sẽ tối ưu hơn. Bởi vì khi AEG nhỏ hơn 10√8 thì nó không phụ thuộc vào MN mà. MN càng to càng tốt, càng to thì nó vẫn chạy được. Đấy. Còn ở đây thì thằng AEG của mình mà lên tới 10√9 ấy thì giải thuật này chết chắc. Ví dụ thầy cho mảng hai chiều có kích thước 3 x 3 mà thầy cho 9 cái phần tử đó đều là 10√9 thì giải thuật thứ hai này chắc chắn bị không điểm cái test đấy, bởi vì mình không thể sáng cho tới 10√9 được. Đấy,
Vậy thì khi đó ta lại áp dụng cái giải thuật này. Cái căn của 10 mũ 9 của ta nó chỉ là có 3 nhân 10 mũ 4. Và sau đó nó lấy m nhân n là 3 nhân 3 bằng 9, nó sẽ vậy là bằng cái khoảng tầm là đây 10 tương đương với 10 mũ 5. Vậy thì giải thuật nó lại chạy được. Điều đó có nghĩa là ở sắp tác hạng 1 nó sẽ chạy tối ưu hơn trong trường hợp mn bé và aiz lên tới 10 mũ 9. Mn tức là số lượng phần tử ít mà aiz có thể đạt được mắc là 10 mũ 9. Giải thuật này sẽ tối ưu hơn trong trường hợp là mn tối đa nhưng aiz lại bé. Đấy. Vậy thì nó phụ thuộc vào test chấm của người ra đề. Nếu người ra đề cho test ở bộ test ở sắp tác 2 nhiều hơn thì các bạn được điểm nhiều hơn. Nếu cho người ra đề cho sắp test số lượng test ở cách 1 nhiều hơn thì các bạn sẽ làm được nhiều hơn. Đấy. Nên khi đi ra đề các thầy cô luôn có sự cân đối cẩn thận để cho các bạn làm ở cách nào. Đấy, làm ở theo cách nào, tức là các em có được kỹ thuật đấy và đạt được yêu cầu thì các em sẽ đạt được điểm tối đa ở phần các em đã cài đặt. Nên các em cứ tự tin để trong cái quá trình làm bài của mình nhé. Trong quá trình làm bài hơn ai hết thì các em đều là người chủ động và là người hiểu nhất cái mình đang cố ra, phải cố gắng cố lên. Trong đề bài người ta cho là 10 mũ 9, tuy nhiên khi chấm với cái bộ test, ví dụ như có 50 test thì có thể là 25 test để chấm cho test một tăng 1, 25 test chấm cho tăng 2. Đấy. Và để đảm bảo các bạn luôn tối ưu nhất. Còn khi các bạn mà xử lý ở mức độ cao siêu hơn, đó là các bạn nhận xét được, tức là các em tính được là nó thuộc trường hợp nào thì chạy trường hợp đấy, còn không chạy trường hợp kia thì các bạn sẽ đạt được full điểm tất cả các test. Đấy. Tức là nếu m nhân n nhân căn r mắc nhỏ hơn 10 mũ 8 thì gọi sắp tác 1, ngược lại gọi sắp tác 2. Đấy chẳng hạn. Thì các em ngon ngay. Nếu r mắc nhỏ hơn 10 mũ 8 thì gọi sắp tác 2. Còn lại bỏ qua tất cả các cái test nghiệp dư khác. Đó là cái kỹ thuật lập trình nhé. Vậy thì khi trong chương trình của mình phải có một cái đoạn code để gọi sắp tác 1 trong trường hợp 1, gọi sắp tác 2 trong trường hợp 2. Chứ đừng gọi sắp tác 1 mỗi sắp tác 1 hoặc mỗi sắp tác 2 thì mình sẽ không full được điểm. Đó là cũng lý do tại sao nhiều bạn bảo là thưa thầy em làm theo sắp tác 2 là cách tối ưu nhất rồi, tại sao không full điểm? Bởi vì test nó để full được điểm thì phải làm đúng cả sắp tác 1 và đúng cả sắp tác 2 thì mới full điểm. Đấy. Như vậy chỗ này Băng và các bạn cũng đã hiểu rõ hơn rồi chứ. Đấy, còn nhiệm vụ cốt của các em nhé. Nên đến cuối buổi mà khi nói phần này cũng hơi khó các em, nhưng thôi cố gắng lên. Nhìn nhiều chữ đã đạt được. Cái này nó dài quá, không biết làm sao nhỉ? Chẳng lẽ cắt nó thành hai màn hình, thôi cho bé lại thì cho bà con zoom cần lực. Sang nguyên tố nó nhạt mà, nó đơn giản mà. Rồi đây là trên đây là cài đặt theo sắp tác 1 các em nhé. Còn về sắp tác 2 các em cài đặt và nộp bài lên để thầy tạo ra test bài 08 bác. Bài 08 như thầy đã tạo test chưa nhỉ? Đấy là mày nói quên mất. Bài 808 chờ một tí. Đứa nào vừa nộp bài chấm bị lỗi đấy. INT main à, đây là lỗi chưa đè lên cái cốt cũ nhé. Bài 807 mới có 4 bạn nộp, các em tích cực làm. Đó, bài 808 ấy. Thầy tạo ra test 2 chị nhỉ? Chưa tạo test 2. Thiết cư ấy để thầy tạo nốt test bài 808 để cho mọi người có công cụ để nộp bài.
Các bộ test chấm thì không bao giờ có hai cái test nào là giống nhau. Các em lưu ý nhé. Không bao giờ có hai test giống nhau. Người xin test luôn xin test cẩn thận. Tất nhiên là sẽ không thi như xin chay như thế này đâu. Thầy xin chay ra để chạy nhanh hơn để có cái bài để cho các em nộp bài. Các em lưu ý cái tiến độ nộp bài cho thật tốt nhé. Từ giờ đến ngày 31 tháng 7 thì sẽ chốt server lại để chấm tay cuối tháng xem ở tháng này các bạn các em nộp bài thế nào. Trong quá trình trong tuần học thì các em làm lỗi ở đâu, bài nào chưa làm được các em chụp code sau đó các em gửi vào trong nhóm để chữa cho các bạn và các bạn khác cũng tránh được những cái lỗi và những cái sai sót. Ừ, thế hôm sau thầy trò mình đùa đua sau vậy. Hôm nay các bạn cũng một số bạn đang bay màu rồi. Bài 88 thầy đã tạo test rồi nhé. Các em Trần Gia Bảo 807 không thấy cái kết quả là kiểm tra lại xem nhé. Bài 807 mọi người vẫn trốn chấm có điểm bình thường mà. Em xem file của mình đã đặt tên đúng chưa. Ừ, thực tế mình thầy trò mình học cũng hơi lâu hơi mệt mà. Rồi như vậy thì túm lại là qua cái buổi ngày hôm nay thầy trò mình đã học được cái gì? Thứ nhất, thầy trò mình đã làm tiếp các cái bài tập duyệt trên mảng hai chiều. Nếu như ở bài trước là ta tìm giá trị lớn nhất thì ở cái bài này thì ta đã có một cái cách duyệt từng hàng một để tìm cái kết quả có thỏa mãn điều kiện hay không. Rồi ta lại có thực hiện duyệt từng cột một để tìm kết quả thỏa mãn điều kiện hay không. Đấy, sau đó như vậy các bạn biết cách duyệt mỗi hàng, duyệt mỗi cột. Nếu mà duyệt cột thì ta for cột trước, for hàng sau. Còn nếu duyệt hàng thì ta for hàng trước, for cột sau nhé. Rồi tương tự như vậy, bài với các bài toán mô hình lớn hơn đó là duyệt qua các phần tử trên mảng, đưa ra vị trí các phần tử thỏa mãn điều kiện, hoặc là đếm số lượng các phần tử thỏa mãn điều kiện, thì ta đưa về cái mô hình bài toán là duyệt qua các phần tử. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu. Bên cạnh đó, các em có thêm cái thao tác kết hợp với sử dụng kỹ thuật cầm cờ để kiểm tra các cái yêu cầu nhé. Rồi kế tiếp ở bài 808 thì ta lại một lần nữa được nhắc đến cái giải thuật sàng nguyên tố. Và trong cái quá trình này thì bài buổi ngày hôm nay và buổi ngày hôm trước thầy có nhấn mạnh cái cách đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Thì để đánh giá độ phức tạp thuật toán thì các em phải cần liệt kê được các bước thực hiện của chương trình. Sau đó ta mới đánh giá độ phức tạp thuật toán của từng bước một. Bước chứ không phải từng dòng lệnh nhé. Từng bước. Đấy. Vì mỗi bước nó thực hiện một yêu cầu mà. Và khi đó mình sẽ đánh giá chung được độ phức tạp thuật toán của các bước. Thì khi đó cái giá trị lớn nhất của các bước này thì sẽ là độ phức tạp thuật toán của đoạn chương trình. Và lưu ý rằng trong khi mình cải tiến cách 1 sang cách 2, chưa chắc cách 2 đã là full điểm. Mà biết đâu cách 1 nó full điểm. Mà cách 2 cũng có thể là full điểm. À, cách 1 full điểm nhưng cách 2 không full điểm. Do đó các bạn cần phải nắm chắc được rằng khi đánh giá được độ phức tạp thuật toán xong thì mình mới nhận định ra được rằng nếu đề bài các thầy chấm bởi bộ test như thế này thì mình sẽ được từng này điểm. Nếu thầy chấm bởi bộ test kia mình sẽ được từng kia điểm. Nếu thầy chấm bằng cả hai bộ test như thế này thì mình sẽ được từng này điểm. Đấy, và ta đưa ra được một cái kỹ năng đó rất chi là quan trọng. Đứa nào kêu cứu to thế? Rồi xin mời Thiên chia sẻ bài làm của mình cho thật nhanh.
cả nhà có ta nên thôi nửa đêm rồi ta không nên cười thiên nữa. Sao lại ở đấy có chữ íp? Íp in đấy à? Lại cho một trưởng bây giờ. Để tôi đọc tìm quá. Đề nghị anh em cấm cười nhé. Chạy thôi. Dù sao thì cốt của Thiên cũng rất đẹp. Ở trên và phòng ít em thiếu một cái dấu đóng ngoặc như Trần Gia Bảo nói. Bên thiếu một cái đóng ngoặc của thằng ít đấy. Chúng cười ác quá. Các em nhớ cái thao tác khi đổ bài cố gắng một đấm phút điểm luôn nhé. Thế nó mới ngầu. Chạy ra kết quả rồi chứ. Rồi ok Thiên làm tiếp nhá. Như vậy thì vừa rồi thầy đã tổng hợp qua cái lượng kiến thức của cái bài toán này. Như vậy tới thời điểm này chúng ta đã làm quen với kiểu dữ liệu mảng hai chiều, đã làm được các cái bài tập duyệt trên mảng hai chiều để giải quyết các bài toán tìm lớn nhất, tìm nhỏ nhất, tìm duyệt hàng, duyệt cột và làm các bài tập dạng khác. Nhiệm vụ của các bạn là về nhà hoàn thành tất cả các cái bài tập trong 10 bài này. Thầy sẽ gửi cái file PDF này gửi tới các em trong nhóm Zalo và các em sẽ cố gắng hoàn thành các cái bài tập sớm để thầy cho mình làm nhiều nhất bài tập có thể nhé. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Chúng ta hẹn nhau vào một giải đua ở buổi học tới nhé. Buổi học tới ta sẽ cố gắng đua sớm nhất. Chúc các em học tập tốt. Gửi lại tới các em. Các em nhớ tải file này lưu lại nhé. Nó có nhiều phiên bản, cứ mỗi buổi học thì cho mình đã cập nhật lại. Thầy chào các em.